Thiên Đạo Đồ Thư Quán, Trương Huyền. Chương 3671, lựa chọn kiểu chết, gom góp đủ. Nhìn trên thẻ đã vượt qua 2 vạn thông thần tệ, Trương Huyền tràn đầy vui sướng. Còn tưởng rằng bày ra thực lực quá mạnh, sẽ để cho tu luyện giả ở thông thần điện cảm thấy sợ hãi, không dám tiến lên nữa, giờ phút này xem ra, cả nghĩ quá rồi. Vẫn có rất nhiều người tốt. Có tiếp tục tiến hành khiêu chiến hay không? Một vị trưởng lão thông thần điện chịu trách nhiệm đài tỷ thí nhìn lại. Không cần. Trương Huyền mỉm cười xua tay, đi xuống dưới đài. Chậm. Một thân ảnh xuất hiện ở trước mắt. Ta muốn cùng ngươi tỷ thí. Chính là Khôi Hiểu Tông chủ đứng ở phía dưới. Đại trưởng lão cũng bị đánh bại, đưa tới lòng hiếu thắng của hắn. Ai biết bên này tên vừa mới báo xong, liền phát hiện đối phương không muốn so, hắn kìm nén không được nhảy lên. Ta còn có việc. Tiền đủ rồi, lại không còn động lực, Trương Huyền tùy ý khoát tay áo. So với ta lại đi, ta muốn nhìn một chút tu vi chân chính của ngươi đến cùng cao bao nhiêu. Hai tay chấn động, tiên lực xông ra, muốn bao phủ đường đi, lông mày Khôi Hiểu Tông chủ nâng lên. Đối phương nhẹ nhõm đánh bại Hồng Vũ trưởng lão cùng đại trưởng lão, trong lòng của hắn không khỏi toát ra ý nghĩ đặc biệt. Không rảnh. Trương Huyền lắc đầu. Vẫn là nhanh đưa tiền qua, cùng Thất Tinh lâu chung một chỗ đi tới Trục Tinh Hải, không có rảnh ở đây chậm trễ quá lâu. Động thủ đi. Khôi Hiểu Tông chủ hừ lạnh một tiếng, bổ xuống một trường. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Mặc dù trưởng pháp của hắn không có khí thế như Hóa Long trưởng, lại vô cùng tinh diệu, phảng phất như một chiêu ép Trương Huyền không thể không phản kích, không thể không hoàn thủ, hơi chần chừ liền sẽ bị thương. Trương Huyền nhíu mày, nhích qua một bước nhỏ. Chỉ một bước nhỏ này, Khôi Hiểu Tông chủ công kích, lập tức bị hóa giải thành vô hình. Hảo công phu! Con mắt Khôi Hiểu Tông chủ sáng lên. Khó trách có thể nhẹ nhõm đánh bại đại trưởng lão, đơn giản như vậy liền phá giải công kích của hắn, hóa mục nát thành thần kỳ, xem như hắn cũng không kịp chuẩn bị. Đổi lại người ngoài, khẳng định sẽ cảm thấy chỉ nhích một bước mà thôi, không đến mức kinh ngạc như thế. Nhưng thân là người thi triển trưởng pháp, biết rõ vừa rồi một chiêu kia, đến tiếp sau hết thảy có 136 loại biến hóa, bất kể ứng đối như thế nào, đều có công kích đối ứng, để hắn rơi vào thế yếu, lại không khả năng cứu vãn. Đối phương bước này, vừa vặn không ở trong những biến hóa này, thậm chí vừa khéo bước vào chỗ chiêu số vận chuyển, để cho lực lượng của mình không có cách nào quán triệt. Chiêu số một cách tự nhiên liền bị phá giải. Tránh thoát tấn công, phá giải chiêu số, một động tác nhẹ nhõm hoàn thành. Đối phương lý giải chiến đấu cùng vận dụng, quả thực nghe rợn cả người. Nếu như ngươi khăng khăng muốn tỉ thí mà nói, thua, bồi ta 2560 thông thần tệ. Thấy đối phương lần nữa thi triển ra chiêu số, không để cho hắn rời khỏi, Trương Huyền nhíu mày nói. Vốn đang sợ bản thân quá mạnh, sợ tới mức người khác chạy trốn, không kiếm được tiền, không nghĩ tới vị trước mắt này tốt như vậy, nhất định muốn lưu hắn lại. Nếu ngươi có thể thắng, ta cho ngươi 1 vạn thông thần tệ. Khôi Hiểu Tông chủ hừ lạnh. Thông thần tệ mà thôi, thân là một tông tông chủ, sống tiếp cận 200 năm, gom góp tích lũy không biết bao nhiêu. Chỉ cần đối phương nguyện ý tỉ thí, tiền không phải vấn đề. 1 vạn. Trương Huyền ngẩn ngơ. Ta làm sao không biết xấu hổ. Bình thường tỉ thí, chỉ có thể kiếm 2560, kẻ trước mắt này, thoáng cái muốn cho 4 lần, để hắn có chút không biết làm sao. Trước thắng rồi nói sau. Hô hô hô, thấy cái tên này, một bộ bản thân thắng chắc, sắc mặt Khôi Hiểu Tông chủ tái xanh, tức giận đến sắp nổ tung, quát tháo một tiếng, trưởng lực như gió, so với vừa rồi tăng nhanh gấp đôi. Nhẹ nhàng lay động, Trương Huyền ở mỗi một chiêu đều né qua, đồng thời vịn cái cằm nhìn lại. Ngươi thua nhiều như vậy, ta cũng không chiếm tiện nghi của ngươi. Như vậy đi, ngươi có thể lựa chọn một loại phương thức bị đánh bại. Khôi Hiểu Tông chủ ngẩn ngơ, thiếu chút nữa ngất đi. Để cho ta lựa chọn một loại phương thức bị đánh bại. Có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngươi ý tứ, liền nhất định có thể thắng ta? Hơn nữa, còn có thể tùy ý lựa chọn phương thức đánh bại ta. Nói đùa cái gì? Không cần quá mức vui vẻ, thực lực ngươi mạnh, phương thức đánh chết ngươi có thể để cho lựa chọn không nhiều. Thấy hắn biểu lộ không đúng, Trương Huyền cười giải thích. Khách hàng chính là Thượng Đế. Ai bảo đối phương một mạch liền lấy ra 1 vạn chứ? Thời đại này, liều chính là phục vụ, tự nhiên phải cho đối phương hưởng thụ không giống. Không nhiều.
răng sắp cắn nát, Khôi Hiểu tông chủ điên rồi. Nghe khẩu khí của ngươi, ta mạnh như vậy, ngươi còn có mấy loại phương pháp đánh bại ta. Vậy thì tốt, ta ngược lại muốn xem, ngươi làm sao đánh bại ta. Buồn bực sắp nổ tung, đang muốn nói chuyện, thanh niên đối diện mở miệng lần nữa. Đúng vậy, đại khái là 173 loại. Có một quyền bể đầu, một chưởng nát đầu, kiếm khí đâm xuyên yết hầu, một chân đá vỡ trái tim. Nói đơn giản chút, có vật lý công kích chém giết, cũng có phương diện tinh thần chém giết, không biết ngươi ưa thích loại nào, đều có thể để ngươi thỏa mãn. 173 loại. Khôi Hiểu tông chủ phun ra lão huyết. Vốn cho rằng một hai loại liền nghịch thiên. Mở miệng nói nhiều như vậy. Ngươi là nghiêm túc. Ở trên đại lục có thể vượt qua hắn, có thể đếm được trên đầu ngón tay, cho dù cùng cấp bậc cũng sẽ không quá nhiều. Vừa cùng hắn chiến đấu, một bên để hắn lựa chọn phương pháp bị giết. Chỗ nào xuất hiện ra hỏa? Có bản lĩnh, một chiêu giết ta. Lười cùng đối phương dài dòng, song trưởng đồng thời lăn mình, đè về phía trước. Võ kỹ mạnh nhất của hắn, bôn lôi ách phân. Song trưởng lật qua lật lại, tựa như tiếng sấm, thi triển đến đại thành, sấm sét có thể bị một trưởng đánh tan, đám mây cũng có thể bị kìm lại. Chiêu này, hắn không dễ dàng thi triển, cùng cấp bậc, trong môn phái không có người có thể chặn lại một đòn. Kẻ trước mắt này thực quá cuồng vọng, nhịn không được thi triển ra. Dầm. Hai bàn tay tựa như hai ngọn núi lớn, nghiền ép mà tới, không gian bốn phía tựa như bị giam cầm, người bị bao phủ, mạnh hơn cũng không thể tránh né. Muốn một chiêu chết, đơn giản. Thanh niên đối diện, phảng phất như không nhìn ra chiêu này mạnh mẽ, cười nhạt một tiếng, đột nhiên ra tay. Hô! Bàn tay của hắn mềm mại vô lực, thật giống gió nhẹ lướt qua. Bôn lôi ách phân, ngay cả mây cũng có thể ngăn lại, nhưng không kìm được gió. Giờ phút này đối phương giống như gió mát, núi lại cao hơn, lại cứng rắn, cũng có thể nhẹ nhõm bay đến phía trên, không ngăn cản được. Đùng! Hai bàn tay còn chưa tới trước mặt đối phương, tay của đối phương đã đi tới trên đầu của hắn, Khôi Hiểu tông chủ chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, sau một khắc, đầu chui vào lồng ngực, phù phù, thi thể ngã trên mặt đất. Còn có người hy vọng bị một chiêu giết chết, thật sự là yêu cầu kỳ quái. Chụp đầu vào ngực, Trương Huyền không nhiều nói, lắc đầu, đi xuống đài tỉ thí. Nói thật, thực lực của người này cũng không tệ lắm, không vận dụng thư viện, tạo thành cho hắn áp lực nhất định. Bất quá bị cường giả thần điện phục kích, để hắn lý giải chiến đấu lần nữa sâu hơn không ít, cho dù không mượn thư viện, cùng cấp bậc hầu như không người có thể chống lại. Đây mới là vốn liếng cùng dựa dẫm hắn dám đến tham gia thi đấu công khai. Hết chương 3671. Chương 3672. Có bằng lòng trở thành trưởng lão hay không? Thông thần điện hiện thực. Nhanh tra một chút, vị này đến cùng là ai? Vẻ mặt trắng bệch, một lão giả nhìn về phía phục vụ viên bên người. Hắn chính là vị trưởng lão thông thần điện đáp ứng Trương Huyền hơn nữa yêu cầu 2 vạn thông thần tệ, vừa rồi nghe được tin tức, đi vào thông thần điện giả lập, tận mắt thấy đối phương một người một trưởng, thắng liền 16 trận, một điểm tổn thương cũng không có. Mặc dù không biết đằng sau tới mấy người, là đại trưởng lão cùng tông chủ của thất tinh lâu, nhưng căn cứ đối phương thi triển võ kỹ cùng lực chiến đấu, vẫn có thể đoán ra một ít. Nói cách khác, có người ở Bích Viễn thành thông thần điện, một người quét ngang toàn bộ thất tinh lâu. Tông chủ Ngụy Thần Cảnh, cũng không phải đối thủ. Truyền đi, tuyệt đối sẽ lập tức nháo lật trời. Trưởng lão, đối phương dùng một loại trận pháp nào đó, ngăn cách tin tức, chúng ta chỉ tra được có khả năng ở trong tính thất thông thần điện, cụ thể là ai thì không thể nào biết được. Phục vụ viên dừng lại một chút, hồi đáp. Bắt đầu khiêu chiến, bọn họ liền dò xét. Chỉ tiếc đối phương phảng phất như trước thời hạn biết cử động của bọn hắn, dùng trận pháp ngăn cách khí tức, phong tỏa thông thần ngọc phù, chỉ có thể tra ra phạm vi đại khái. Nơi này, hết thảy có hơn 13.700 tính thất, hiện tại tra cho ta, người ở bên trong là lúc nào đi vào, chân tiên cảnh trở lên lại có bao nhiêu vị, trong đó có ai gọi Lưu Dương hay không? Trưởng lão tiếp tục nói. Nhiều người như vậy, dù điều tra ra khả năng rất nhỏ, nhưng có thể rất nhanh thu nhỏ phạm vi. Sau khi tìm được, hảo hảo tiếp đãi, tuyệt đối không nên để hắn rời khỏi, ta sẽ lập tức tới bái kiến. Trưởng lão nói tiếp, có thể cùng cấp bậc đánh bại tông chủ thất tinh lâu, người này nhất định không đơn giản, tuyệt không phải hắn một người phụ trách thông thần điện nho nhỏ có thể đắc tội. Phục vụ viên gật đầu, vừa định đi làm, liền nghe âm thanh phục vụ viên trước đó ở trước đài vang lên. Trưởng lão,
vị bằng hữu vừa rồi muốn đi trục tinh hải kia đến tìm ngươi. Tìm ta? Trưởng lão nhướng mày xua tay, mang theo không kiên nhẫn. Nói cho hắn biết, hiện tại không rảnh, không có tiền không nên qua đây phiền ta. Việc cấp bách là nhanh tìm tới vị cao thủ kia, một tiểu tử chân tiên cảnh mà thôi, không đủ tiền, ai cùng ngươi chơi. Hắn nói. Âm thanh của phục vụ viên tiếp tục vang lên. Bẩm báo trưởng lão, hắn nói đã góp đủ thông thần tệ, hiện tại tới giao tiền. Gom góp, nhanh như vậy. Trưởng lão sững sờ, đột nhiên nghĩ đến cái gì, cảm thấy đầu óc trong nháy mắt nổ tung, con mắt trợn tròn. Chẳng lẽ là hắn, nhanh để hắn đi vào. Chân tiên cảnh, phù hợp điều kiện. Hắn nói muốn kiếm tiền, để cho mình chờ một chút, sau đó. Thông thần điện giả lập liền có người tiến hành thi đấu công khai, thắng liền mười mấy trận. Bên kia đánh xong, bên này chạy tới nói tiền góp đủ. Thời gian quá khớp. Mấu chốt nhất là, người trên đài kia sau khi thắng liền 15 trận, nói tiền đủ rồi, không đánh. Căn cứ tính toán, lúc ấy trong tay vừa vặn có hơn 2 vạn thông thần tệ. Số lượng tiền cũng vừa khớp. Trong lòng đang suy tính, ngay sau đó nhìn thấy thanh niên vừa rồi kia đi vào, vừa vào gian phòng, đưa tới một cái thẻ. Trong này có 2 vạn thông thần tệ. Vội vàng nhận lấy. Trưởng lão tra xét một phen, quả nhiên có 2 vạn, thân thể siết chặt hỏi. Không biết, các hạ xưng hô như thế nào? Là như vậy, đã muốn ngồi tiên thú phi hành của thất tinh lâu, khẳng định phải biết họ tên lai lịch. Nên, Trương Huyền gật đầu. Ta tên Lưu Dương. Phù phù. Trưởng lão từ dưới đất lần nữa bò dậy, con mắt chớp chớp, có chút muốn khóc. Sớm biết tên này lợi hại như vậy, đánh chết cũng không kiếm tiền của hắn a hát. Thoạt nhìn hết sức bình thường, tuổi tác cũng không lớn. Lại một người bưng toàn bộ thất tinh lâu, không người có thể chống lại. Vừa rồi, thi đấu công khai chính là ngươi. Hắn nhịn không được hỏi. Ngươi nói cần 2 vạn, trong lúc nhất thời nghĩ không ra con đường gì kiếm tiền tốt, liền khiêu chiến một chút. May mắn, đối thủ đều không mạnh lắm, nếu không khả năng còn thu thập không đủ. Trương Huyền cười gật đầu. Vừa rồi không có thi triển thần chi kiếm ý. Cũng không có cho thấy thân phận tông chủ vạn thú môn. Cho nên không có gì có thể phủ nhận. Cũng không thể vì tránh né thần điện, ngay cả một chút xíu năng lực cũng không sử dụng a. Không mạnh lắm. Trưởng lão lung lay thoáng cái, suýt chút nữa hộc máu. Đại trưởng lão, tông chủ thất tinh lâu, còn không gọi mạnh. Vậy cái gì gọi là cường giả? Sớm biết ngươi có thực lực lợi hại như vậy, tiền khẳng định không thu. Yên tâm, hiện tại ta liền liên hệ thất tinh lâu. Xác nhận đối phương chính là gia hỏa vừa rồi bưng cả ổ thất tinh lâu kia, hắn vội vàng trả thẻ lại. Không phải là không muốn thu, mà là không dám thu. Nhân vật lợi hại như thế, đã không phải hắn có thể đắc tội. Lấy ra ngọc phù đưa tin, một lát sau nhìn lại. Tiền bối, thất tinh lâu khôi hiểu tông chủ muốn đích thân gặp ngươi, chúng ta đi qua đi. Báo chuyện vừa rồi, đối phương lập tức phát tin tức tới, để hắn người dẫn đi. Lúc này chỗ nào không hiểu, trọng lượng của vị trước mắt này ở trong mắt đối phương, không dám tiếp tục phí lời, xưng hô cũng biến thành tiền bối. Được. Trương Huyền đi theo. Thất tinh lâu cách thông thần điện không xa, không đến 10 phút, hai người liền tiến vào trong thiên su điện đại biểu chủ điện. Trong phòng, Khôi Hiểu tông chủ, đại trưởng lão, Hồng Vũ trưởng lão ngồi ngay ngắn trong đó, thấy hai người đi tới, tất cả ánh mắt đều tập trung ở trên người Trương Huyền. Trong thông thần điện giả lập thân ảnh trẻ tuổi, vị này, thoạt nhìn càng trẻ tuổi, tính toán đâu ra đấy, không cao hơn 30 tuổi. Không đến 30 tuổi chân tiên cảnh đỉnh phong, hơn nữa cùng cấp bậc, bọn họ cũng không phải đối thủ. Ngươi, chính là Lưu Dương vừa rồi ở trong thông thần điện, thắng liền 16 trận. Khôi Hiểu nhịn không được nói. Hình dáng trong thông thần điện cùng bản thân là khác biệt, cho dù tận mắt thấy cũng không xác nhận. Trương Huyền gật đầu. Ta có chút sự tình, muốn đi trục tinh hải, Khôi tông chủ, có thể tiện thể đi cùng hay không? Ta sẽ dựa theo giá thị trường trả thù lao. Trên đường tới, trưởng lão trước đó đã cùng hắn nói, vị trước mắt này, chính là thất tinh lâu Khôi tông chủ. Đổi lại trước kia, nhìn thấy cường giả ngụy thần cảnh, sẽ còn cảm thấy kính sợ, gặp qua Hàn kiếm thu cùng tần nguyên môn chủ, lại thêm liên tục chém giết 4 vị tiên quân thần điện, tiểu kê càng nuốt một vũ khí cấp bậc này, sớm đã không còn tâm mang sợ hãi. Ngươi cũng muốn đi trục tinh hải. Khôi Hiểu tông chủ nhíu mày, nhịn không được nhìn tới. Không biết Lưu huynh là thiên tài tông môn nào. Xin lỗi ta kiến thức nông cạn,
trước đó thực sự chưa từng nghe qua cái tên này. Trục tinh hải bài ngoại, cao thủ bình thường rất ít đi qua, đối phương lại chủ động đi, liên tưởng đến thông thiên kiều bất cứ lúc nào cũng sẽ mở ra, vị này sẽ không phải là thiên tài tông môn nào đó muốn đi khiêu chiến chứ. Thật muốn như vậy, Hồng Vũ trưởng lão phía bên mình muốn chiến thắng, chỉ sợ rất khó. Tiên quân, dù tấn cấp không quá dễ dàng, nhưng tập hợp lực lượng một tông, để hắn đột phá, có lẽ còn không khó. Ta chính là tán tu. Trương Huyền vội vàng ôm quyền. Nói là Lăng Vân kiếm các, rất dễ dàng bị người liên tưởng đến thần chi kiếm ý, nói là vạn thú môn. Lại dễ dàng bị nghĩ đến là vị tân nhiệm tông chủ kia. Còn không bằng nói là tán tu, tận lực khiêm tốn một ít. Kiếm các gây ra động tĩnh, bị đuổi giết, vạn thú môn gây ra động tĩnh, xuất hiện một màn đồng dạng. Hiện tại muốn làm, chính là che kín, không để cho người khác phát giác. Tán tu. Ánh mắt Khôi Hiểu tông chủ sáng lên, ngay sau đó nhíu mày hỏi. Không biết, Lưu Huynh đi Trục Tinh Hải vì chuyện gì? Có chút việc tư. Trương Huyền lắc đầu. Việc tư. Lúc này Khôi Hiểu tông chủ mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu là việc tư, liền không quan hệ tới Thông Thiên Kiều, hẳn không phải là người những tông môn khác. Lưu Huynh đã là tán tu, không biết có hứng thú gia nhập Thất Tinh lâu chúng ta hay không? Dừng lại một chút, ánh mắt Khôi Hiểu tông chủ lấp lánh nhìn qua. Gia nhập Thất Tinh lâu. Trương Huyền sững sờ. Làm sao đối phương cũng muốn hắn gia nhập. Sau khi đi vào Bích Viễn Thành, một mực rất biết điều a hát. Ngay cả vừa rồi liên tục chiến đấu hơn 10 trận, cũng chỉ là đánh thắng một ít tiểu nhân vật thực lực không mạnh mà thôi. Loại chiến đấu trình độ này, hẳn là sẽ không dẫn tới một vị tông chủ coi trọng a. Không sai, chỉ cần ngươi trở thành trưởng lão Thất Tinh lâu chúng ta, thay thế Thất Tinh lâu cùng người giao đấu một hồi, ta có thể tập hợp tất cả lực lượng, để ngươi trong 10 ngày đột phá đến tiên quân đỉnh phong. Khôi Hiểu tông chủ cười nói. Giúp ta đột phá tiên quân đỉnh phong. Đồng tử Trương Huyền co rụt lại. Hắn gấp gáp đi Trục Tinh Hải như vậy, thứ nhất là vì dò xét sự tình thần huyết thạch, thứ hai chính là muốn tìm công pháp tăng lên vu hồn, mau chóng đột phá tiên quân. Liên tục bị thần điện vây giết 2 lần, xem như hắn cũng cảm nhận được áp lực nồng đậm, nhất định phải nhanh tăng thực lực lên. Đi vào thượng thương hơn 20 ngày, mới từ phá toái hư không sơ kỳ tấn cấp đến chân tiên đỉnh phong. Đối với người khác mà nói, nhanh không gì sánh kịp, nhưng đối với hắn mà nói, vẫn còn có chút quá chậm. Dù sao thời gian cùng danh sư đại lục khác biệt, hơn 20 ngày, người sau đã qua tiếp cận 1 năm. Không sai. Khôi Hiểu tông chủ gật đầu. Đột phá tiên quân, đối với bất kỳ một chân tiên cảnh nào, đều có lực hấp dẫn không thể ngăn cản. Ngươi nói giao đấu là cái gì? Có nguy hiểm tính mạng hay không? Trương Huyền dừng lại một chút nói. Thiên hạ không có cơm trưa miễn phí. Để hắn đột phá tiên quân, khẳng định không dễ dàng như vậy, đối phương đã đáp ứng, làm điều kiện trao đổi, khẳng định cũng không có đơn giản như vậy. Yên tâm đi, chỉ là 6 đại tông môn liên hợp cùng một chỗ giao đấu, tất cả mọi người là cấp bậc tương đồng, không có nguy hiểm tính mạng. Chỉ cần nhận thua, không có người sẽ đuổi tận giết tuyệt. Khôi Hiểu tông chủ nói. Hơn nữa, nếu như chuyện này làm tốt, vô cùng có khả năng kế thừa vị trí tông chủ. Trở thành người cầm lái chân chính của Thất Tinh lâu. Hậu bối cường hãn nhất của 6 đại tông môn, tuyển chọn ra nhân viên đi vào Thông Thiên Kiều, cơ bản đều là chạm đến liền thôi, bị thương cũng sẽ không, chớ nói chi là nguy hiểm. Còn đi vào Thông Thiên Kiều khiêu chiến võ sĩ thần điện. Có rất nhiều cơ hội đột phá ngụy thần, tuy nguy hiểm, nhưng một khi thành công, kết quả lại không có gì sánh kịp. Tựa như hắn, cùng vạn thú môn Tần Nguyên môn chủ, đi vào nơi này, mới đạt tới cảnh giới bây giờ. Chỉ cần đột phá ngụy thần, vị trí tông chủ Thất Tinh lâu khẳng định chạy không thoát. Kế thừa vị trí tông chủ. Trương Huyền lắc đầu, nhớ tới một việc, không khỏi mỉm cười nhìn lại. Cái này liền thôi, chỉ cần ngươi nói giao đấu không nguy hiểm, ta trở thành trưởng lão Thất Tinh lâu cũng không sao. Mặt khác, trở thành trưởng lão, tàng thư trong Thất Tinh lâu, hẳn cũng có thể xem a. Hết chương 3672. Chương 3673, hắn có phải là Trương Huyền hay không? Đương nhiên, Khôi Hiểu tông chủ gật đầu. Rất nhiều bí tịch của Thất Tinh lâu cũng có thể bán ra, thân là trưởng lão, thậm chí có thể là tông chủ tương lai, tự nhiên có thể đi nhìn. Vậy không có vấn đề, ta đáp ứng. Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm. Nếu như đối phương có thể giúp bản thân mau chóng đi đến tiên quân, tất cả vấn đề đều dễ dàng giải quyết. Dù sao ở Lăng Vân kiếm các,
bản thân cũng là trưởng lão, đồng dạng làm tông chủ vạn thú môn. Dù sao hiện tại là ngụy trang thân phận, cùng lắm thì để phân thân đi qua giả mạo bản tôn là được. Chỉ cần không phải tông chủ, trưởng lão phổ thông, vấn đề không lớn. Thấy hắn đáp ứng, Khôi Hiểu tông chủ thở phào nhẹ nhõm. Còn lại dính dáng đến cơ mật của Thất Tinh lâu, trưởng lão Thông Thần Điện tự nhiên không thể chờ lâu, xoay người cáo từ. Thấy hắn rời khỏi, Khôi Hiểu tông chủ khẽ đảo cổ tay, một bình ngọc xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Đây là một viên phá trướng đan tiên quân cấp, có thể để cho ngươi tăng thêm 20% tỷ lệ đột phá tiên quân. Ta nhìn ngươi đã đạt đến chân tiên đỉnh phong, chỉ cần chuẩn bị kỹ càng, như vậy đột phá không khó lắm. Đột phá tiên quân, đừng xem chỉ tăng thêm 20% tỷ lệ, nhưng đối rất nhiều người mà nói, đã có thiên đại hiệu quả. Huống chi đối phương cùng cấp bậc vô địch, chứng minh lý giải võ kỹ cùng công pháp vô cùng hơn người. Loại người này, cộng thêm đan dược, đột phá căn bản là ván đã đóng thuyền. Đa tạ, đưa tay nhận lấy bình ngọc, Trương Huyền mắt sáng rực lên. Tuy chưa bao giờ thấy qua, nhưng nhìn qua không ít sách, biết loại phá trướng đan này chân quý. Đơn thuần một viên, giá cả không thua một vũ khí tiên quân cảnh. Dược vật chân quý như thế, tiện tay đưa tặng, nhân tình có thể nói không nhỏ. Xem ra đối phương để hắn giao đấu, nhất định phải tận tâm. Không cần khách khí, trong tông môn còn có một tĩnh thất do tĩnh tâm thạch chế tạo, ở đây tu luyện, tâm ma không sinh, có thể đột phá tốt hơn. Nếu như lưu trưởng lão cần, ta có thể hiện tại liền mang ngươi tới. Khôi Hiểu tông chủ tiếp tục nói. Vậy thì không cần, ta chỉ là trên việc tu luyện hơi nghi hoặc một chút, chỉ cần đọc sách, nghĩ biện pháp giải quyết, liền có thể thuận lợi đột phá, không biết. Thất Tinh lâu tàng thư khố ở nơi nào, ta có thể đi qua nhìn hay không? Trương Huyền lắc đầu. Tu luyện thiên đạo công pháp, không có tâm ma, bởi vậy cũng sẽ không đụng phải phản phệ. Duy nhất xuất hiện một lần, cũng bị dây chuyền của Lạc Nhược Hy đánh tan. Cho nên tính thất tính tâm thạch, đối với hắn mà nói, không có một chút tác dụng nào, đi cùng không đi, đều không quan trọng. Đọc sách, còn tưởng rằng vị trước mắt này đạt được đan dược, sẽ lập tức dùng, mượn cơ hội đột phá, không nghĩ tới còn muốn nhìn sách, giải quyết nghi ngờ trong lòng. Khôi Hiểu tông chủ nhìn không được gật đầu, lộ ra vui mừng. Có thể nhìn được đột phá, tìm tới phương pháp thích hợp nhất. Khó trách cùng cấp bậc mạnh mẽ như vậy. Xem ra trước đó bản thân lo lắng có chút dư thừa. Đại trưởng lão, người mang Lưu trưởng lão đi qua đi, nếu như cần, những tàng thư che giấu kia cũng có thể quan sát. Vâng. Đại trưởng lão gật đầu. Thất Tinh lâu, không chỉ có tàng thư thuộc về tông môn, còn có một số sẽ lấy ra đi đấu giá, bán ra, nguyên nhân chính là như vậy, bọn họ tàng thư cực kỳ phong phú. Chỉ bất quá, tàng thư có thể bán ra, không ít đều dính đến những tông môn khác hoặc là bí pháp, đệ tử hoặc trưởng lão trong môn phái không cho phép quan sát, sợ xuất hiện không may. Giờ phút này đối phương tâm tính kiên định như vậy, đi xem một chút cũng không sao. Đá ở núi khác có thể công ngọc, có lẽ có thể mượn cơ hội xung kích tiên quân thành công. Tàng thư khố ở Thiên Quyền Điện, đi theo sau lưng đại trưởng lão, trực tiếp tiến vào bên trong. Ngươi tùy ý xem đi, ta đi về trước. Nói xong đại trưởng lão xoay người rời khỏi. Trương Huyền ngẩng đầu nhìn lại. Cái tàng thư khố này, so với Lăng Vân kiếm các càng thêm rộng lớn, thư tịch cũng nhiều hơn, đủ loại công pháp rực rỡ muôn màu, không đơn nhất giống vạn thú môn cùng kiếm các. Rất mau ở tầng thứ nhất thu sạch tất cả thư tịch vào trong óc. Ngay sau đó tầng thứ hai, tầng thứ ba. Sau ba canh giờ, tất cả thư tịch trong tàng thư khố, liền thu sạch vào thư viện. Công pháp tu luyện linh hồn chân tiên cảnh. Nơi này có một ít, nhưng xa xa không đạt tới cấp bậc thiên đạo. Tìm ở giữa tĩnh thất, ngồi ngay ngắn trong đó, Trương Huyền cẩn thận trải vuốt thư tịch vừa mới thu thập. Công pháp của Thất Tinh lâu dường như lộn xộn, thư tịch chủ công linh hồn chừng mấy trăm bản, nhưng vẫn không cách nào gom góp cấp bậc thiên đạo. Còn công pháp tiên quân cảnh, dù nhiều hơn vạn thú môn cùng Lăng Vân kiếm các, lại cũng chỉ có chừng 30 bản, cách thiên đạo không biết còn xa bao nhiêu. Xem ra trong thời gian ngắn, vẫn không có cách nào đột phá. Xoa xoa mi tâm, Trương Huyền có chút buồn bực. Xem ra Trục Tinh cung nhất định phải đi. Trương Huyền bên này nhìn sách, trong Thiên Xu điện, không khí ngột ngạt. Tông chủ ý tứ, là muốn cho người từ ngoài đến này, thay ta đi cùng những tông môn khác chiến đấu. Sắc mặt Hồng Vũ trưởng lão xanh xám. Ta không phục. Thông Thần điện, người cũng chiến đấu, ngay cả một chiêu của đối phương cũng đỡ không nổi, có gì không phục.
Khôi Hiểu tông chủ cau mày. Hắn không phải người Thất Tinh lâu ta, dựa vào cái gì thu hoạch được danh ngạch toàn bộ tông môn trăm năm một lần? Hồng Vũ trưởng lão lắc đầu. Người này nói mình gọi Lưu Dương, nhưng lai lịch thân phận cụ thể, tất cả đều là mê đề, điều tra không ra, vạn nhất là cường giả thần điện ngụy trang, chúng ta chẳng phải tự tát mặt mình. Không được, ta nhất định phải dạy dỗ hắn, để hắn nói ra mục đích chân thực của bản thân. Biết đối phương tên thật gọi Lưu Dương, hắn đặc biệt phái người tra xét, nhưng cho tới bây giờ, một chút tin tức hữu dụng cũng không có. Giống như người này đột nhiên xuất hiện. Dựa theo tình huống bình thường, chân tiên cảnh đỉnh phong, lực chiến đấu mạnh mẽ giống như vậy, không có khả năng bừa bãi vô danh. Không tra được, thực sự để cho người ta không yên lòng. Dù sao thông thiên kiều quan hệ tương lai trăm năm của tông môn, một khi xuất hiện sơ suất, Thất Tinh lâu còn có thể đứng hàng một trong sáu đại tông môn hay không, cũng chưa biết chừng. Ta cùng cường giả thần điện giao thủ qua, công pháp cùng võ kỹ của hắn không phải. Khôi Hiểu tông chủ lắc đầu. Có điều, cái tên Lưu Dương này hẳn là giả, ta đã để đại trưởng lão căn cứ hình dạng của hắn đi tra, không có gì bất ngờ xảy ra, chẳng mấy chốc sẽ có tin tức. Đối phương có thể nghĩ đến, hắn tự nhiên cũng có thể nghĩ đến. Cho đối phương thay thế Hồng Vũ trưởng lão đi thông thiên kiều mà nói, chẳng khác nào trước thời hạn xác lập thân phận tông chủ, khẳng định phải cẩn thận. Hô! Tiếng nói vừa kết thúc, đại trưởng lão lần nữa đi vào gian phòng. Thế nào? Khôi Hiểu tông chủ nhìn qua. Ta đã truyền tin tức tới tất cả phân bộ Thất Tinh lâu, cũng không phát giác được thiên tài dung mạo cùng khí tức linh hồn tương đồng Lưu Dương. Đại trưởng lão ôm quyền. Thất Tinh lâu không giống Lăng Vân kiếm các, mà giống như thương hội, toàn bộ đại lục, không biết có bao nhiêu phân bộ. Tu luyện giả có thể ở trong đó mua sắm bảo vật, công pháp. Nguyên nhân chính là như vậy, nguồn tin tức cực lớn. Không có. Khôi Hiểu tông chủ nhíu mày nói. Hình dáng cùng khí tức linh hồn của Trương Huyền tông chủ và Trịnh Dương tông chủ thì sao? Ở đây, đại trưởng lão lấy ra một cái ngọc bài đưa tới. Ngón tay Khôi Hiểu tông chủ nhẹ nhàng phất một cái, lập tức hiện ra hai thân ảnh, chính là Trương Huyền cùng Trịnh Dương hắn ngụy trang. Trương Huyền ở Lăng Vân kiếm các thời gian tương đối dài, bị người tìm được hình dáng cùng khí tức linh hồn không gì đáng trách, nhưng ở vạn thú môn tính toán đâu ra đấy thời gian không cao hơn một ngày, hơn nữa không có người nào nhìn thấy, vậy mà đối phương cũng có thể tìm được. Năng lực siêu tập tin tức của Thất Tinh lâu quả nhiên cường đại đến đáng sợ. Tông chủ nghi ngờ, Lưu Dương này có thể là Trương Huyền tông chủ hoặc Trịnh Dương tông chủ ngụy trang. Thấy hắn cẩn thận quan sát, đại trưởng lão nhịn không được nhìn qua. Khôi Hiểu tông chủ gật đầu. Trương Huyền tông chủ, là chân tiên cảnh đỉnh phong, cùng Lưu Dương tương xứng, chỉ là hắn lĩnh ngộ thần chi kiếm ý, kiếm pháp hơn người. Vị trước mắt này, chỉ bằng vào hai tay liền nhẹ nhõm đánh bại người ta. Trong chiêu số không có chút kiếm ý nào, hẳn là sẽ không đúng. Đại trưởng lão nhíu mày. Còn, Trịnh Dương tông chủ, căn cứ tin tức truyền đến, hắn là tiên quân cảnh đỉnh phong, mới có thể nhẹ nhõm thuần phục giao long, cửu đầu hỏa phượng thú. Cùng Lưu Dương càng không tương xứng. Huống chi, ta đặc biệt quan sát, khí tức linh hồn của ba người không có bất kỳ cái gì giống nhau. Hắn không hiểu, vì cái gì tông chủ có thể nghi ngờ như vậy. Rất rõ ràng, hoàn toàn khác biệt a hát. Hãm không chi thành sinh trưởng một loại cỏ, tên là hóa dung thảo, sau khi phục dụng, không chỉ có thể thay đổi màu da dung mạo, còn có thể để khí tức linh hồn cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Khôi Hiểu tông chủ nói. Thứ này, ta từng gặp một lần, chỉ bất quá không cách nào đạt được. Tông chủ nghi ngờ, Lưu Dương dùng hóa dung thảo. Đại trưởng lão sừng sốt. Cũng không phải, ta chỉ là muốn nói, dung mạo cùng khí tức linh hồn hoàn toàn khác biệt, không có nghĩa là không phải một người. Khôi Hiểu tông chủ nhăn mày lại. Ta chẳng qua là cảm thấy có chút kỳ quái. Kỳ lạ. Lăng Vân kiếm các, vừa mới tìm được một vị tông chủ lĩnh ngộ thần chi kiếm ý, vạn thú môn liền toát ra một thiên tài tuyệt đỉnh, thuần thú mạnh mẽ vượt qua tổ sư khai phái. Thậm chí còn có thể sửa chữa pháp quyết thuần thú mấy ngàn năm qua đã hình thành thì không thay đổi. Sau đó Thất Tinh lâu ta lại bất ngờ toát ra một vị, chân tiên cảnh vô địch, ai cũng không phải đối thủ. Khôi Hiểu tông chủ lắc đầu. Ngươi không cảm thấy, những thiên tài này, đều xuất hiện quá kỳ quái ư. Đại trưởng lão ngẩn ngơ. Đối phương không nói còn không có chú ý, vừa nói ra, quả thật như vậy. Tình huống bình thường, loại thiên tài cấp bậc này, mấy trăm năm toát ra một cái liền rất nghịch thiên, giờ phút này ngắn ngủi chừng 10 ngày 3 cái. Quả thực có chút không bình thường.
tông chủ cũng cảm thấy hắn khả nghi. Hồng Vũ trưởng lão nghe được tông chủ nói như vậy, mắt sáng rực lên. Còn tưởng rằng tông chủ có chút hồ đồ, đối với một gia hỏa vừa gặp qua một lần tốt như vậy, hiện tại xem ra, vẫn cơ trí giống như trước đây. Chí ít những cái này, hắn đều không có nghĩ đến. Cũng không phải cảm thấy khả nghi. Khôi Hiểu tông chủ lắc đầu. Ta vừa rồi tỉ mỉ hỏi thăm trưởng lão thông thần điện, vị Lưu Dương này, mới đầu là muốn thuê tiên thú phi hành, để nhanh chóng đi trục tinh hải, là hắn giới thiệu, mới quyết định cùng chúng ta một đường. Thông thần điện muốn kiếm lấy lợi nhuận, ra giá quá cao, bởi vì không có tiền, hắn mới tiến hành thi đấu công khai. Cho nên hắn tiến hành khiêu chiến, cũng không phải là vì thu hút chúng ta chú ý, cũng không có ý khác với thất tinh lâu. Hơn nữa, theo ta quan sát, thời điểm chúng ta tới tỉ thí, đối phương cũng không biết, người bị giết là chúng ta. Cái này, đại trưởng lão cùng Hồng Vũ trưởng lão đồng thời ngậm miệng. Không biết đám người mình là ai, cho nên, một trưởng một cái. Hết chương 3673. Chương 3674. Phương pháp lắc đầu tu luyện. Cẩn thận nhớ lại, thời điểm chiến đấu, đối phương dường như. Thật đúng là không có quản bọn họ là ai. Nếu như trước thời hạn biết, tất nhiên sẽ có chút kiêng kỵ, không đến mức một chút mặt mũi cũng không cho. Không phải cố ý tiếp xúc, nói cách khác, âm mưu không thành lập. Cũng có thể là phương pháp ngụy trang của hắn quá cao, ngay cả ta cũng có thể giấu giếm được. Khôi Hiểu tông chủ lắc đầu, mày nhăn lại tới. Cho nên ta mới ban tặng hắn phá chướng đan, cũng hứa hẹn giúp hắn đột phá tiên quân, muốn mượn cơ hội nhìn phản ứng của hắn, kết quả. Hắn không có đưa càng nhiều yêu cầu, mà là muốn đọc sách. Đám người đại trưởng lão trầm ngâm. Nguyên lai tông chủ đã sớm có suy tính. Trực tiếp ban tặng phá chướng đan chân quý như thế, cũng hứa hẹn hỗ trợ đột phá tiên quân, nói rõ coi trọng, giờ phút này coi như đưa ra một ít yêu cầu quá mức, hẳn là cũng sẽ đáp ứng. Nhưng đối phương lại giống như không biết, muốn đi đọc sách. Thư tịch là chân quý, nhưng cần tháng ngày tích lũy, tuyệt không phải một sớm một chiều liền có thể nhìn ra cái gì, lĩnh ngộ gì gì đó. Cho nên, đối phương yêu cầu cái này, cái gì cũng không tính. Hiện tại thế nào rồi? Cảm xúc một câu, Khôi Hiểu tông chủ hỏi. Còn đọc sách, đi vào tàng thư khố liền không có đi ra qua. Đại trưởng lão ôm quyền. Như vậy đi, nghĩ biện pháp điều tra thoáng cái, hắn đang nhìn sách gì, trở về báo. Dừng lại một chút, Khôi Hiểu tông chủ nói. Vâng. Đại trưởng lão xoay người rời đi, thời gian không dài, một mặt xoắn suýt đi tới. Làm sao? Đây là, tàng thư khố thu ảnh tượng, tông chủ có thể tự mình nhìn. Đại trưởng lão kìm nén sắc mặt đỏ lên. Khôi Hiểu tông chủ nhận lấy ngọc phù, tiện tay điểm một cái, nội dung bên trong lập tức hiện lên. Chỉ thấy Lưu Dương đứng ở trong tàng thư khố, không ngừng hất đầu. Hình ảnh ghi chép hơn 10 phút, liền vung đầu hơn 10 phút, một giá sách, có mấy hàng sách liền vung đầu mấy lần, sau đó đi vào hàng tiếp theo tiếp tục vung. Đây là, bị kinh phong. Hai mặt nhìn nhau, Khôi Hiểu tông chủ, Hồng Vũ trưởng lão không rõ ràng cho lắm. Không phải luôn mồm muốn xem sách ư? Như thế nào đi vào nơi này, bắt đầu hất đầu. Nghiêm túc như vậy, mất hồn như vậy. Tiếp tục kiểm tra. Nghiên cứu nửa ngày cũng không hiểu, hất đầu đến cùng ý gì, Khôi Hiểu tông chủ đành phải tiếp tục dặn dò. Tiếp tục kiểm tra, Trương Huyền trong hình ảnh tiếp tục phun. Thật giống như cũng không phải chiếm lấy công pháp bí ẩn của thất tinh lâu. Qua không biết bao lâu, đại trưởng lão kìm nén sắc mặt đỏ lên nói. Chiếm lấy công pháp bí ẩn mà nói, khẳng định sẽ lấy ra thư tịch cẩn thận nghiên cứu, sau đó lặng lẽ sao chép, tên này ngược lại tốt, vừa tiến vào tàng thư khố liền hất đầu, vung hơn 2 canh giờ, một bản cũng không có nhìn. Chiếm lấy bí ẩn, thật muốn hất đầu liền có thể làm được, tất cả tông môn đều không có bí mật gì đáng nói. Kiên trì 2 canh giờ như vậy, khẳng định có mục đích. Ta thử một chút. Hồng Vũ trưởng lão cũng nhìn không được nữa, cổ tay khẽ đảo, một đống thư tịch xuất hiện ở cách đó không xa, hít sâu một hơi, giống như Trương Huyền trong hình ảnh, bắt đầu hất đầu. Khôi Hiểu tông chủ, đại trưởng lão vội vàng nhìn qua, đợi hắn liên tục vung nhiều lần, nhìn không được mở miệng. Thế nào, có thể phát hiện gì không? Choáng đầu, muốn ói. Hồng Vũ trưởng lão. Khôi Hiểu tông chủ, đại trưởng lão. Nghiên cứu đến canh giờ thứ 3. Chỉ thấy Lưu Dương một mực hất đầu ngừng lại, khoanh chân ngồi tại nguyên chỗ, không nhúc nhích, giống như đang nghỉ ngơi. Rốt cục cũng ngừng.
Đám người thở phào nhẹ nhõm, nói thật, tên này không chóng mặt, bọn họ nhìn cũng chóng mặt, thật không biết làm sao kiên trì được. Tu luyện. Lưu Dương ngồi xuống, đám người rất nhanh hiểu được. Hẳn là tên này vung mệt mỏi, định khôi phục một chút. Đây là dùng, tiên nguyên đan thượng phẩm. Trong hình ảnh, Lưu Dương xếp bằng không lâu, liền bắt đầu nuốt đan dược, một viên, hai viên, ba viên. Liên tục nuốt năm viên, đột nhiên đứng dậy. Dược lực này, hắn chỉ là chân tiên, có thể tiêu hóa sao? Ra mặt đại trưởng lão tái đi. Tiên nguyên đan thượng phẩm, là dược vật hữu dụng với cường giả tiên quân, cho dù là hắn nuốt một viên, cũng phải tiêu hóa hơn 10 ngày, mới có thể hoàn toàn hóa giải. Đối phương chỉ có chân tiên cảnh, một mạch nuốt 5 viên. Không sợ chết sao? Sẽ không phải là muốn đột phá tiên quân chứ? Khôi Hiểu tông chủ nhíu mày, đang cảm giác kỳ lạ, chỉ thấy Lưu Dương ngồi dưới đất đột nhiên đứng dậy. Hô hô hô! Quyền trưởng đong đưa, gào thét sinh gió. Đây là, hóa long trưởng của ta. Đại trưởng lão ngẩn ngơ. Đối phương thi triển đúng là hóa long trưởng hắn am hiểu nhất, hơn nữa dường như vận dụng càng thêm tinh diệu, càng thêm nhanh chóng. Hắn tu luyện không biết bao nhiêu năm, mới luyện thành chiêu này, đối phương lần đầu tiên thi triển, còn mạnh hơn hắn. Không đúng, thi triển sai, hả? Làm sao cảm giác, hắn thi triển càng thêm hợp lý, uy lực mạnh hơn. Nhìn một hồi, không khỏi nhíu mày. Đối phương rõ ràng thi triển không giống hắn, cũng không giống bí tịch, nhưng chẳng biết tại sao, lại cho người ta một loại cảm giác nước chảy mây trôi, giống như bản thân thi triển sai, mà đối phương mới là chính xác. Ta thử một chút. Vội vàng đứng lên, dựa theo động tác đối phương thi triển, lần nữa thi triển hóa long trưởng một lần. Ầm ầm. Một tiếng nổ vang, tiên lực quán thông toàn thân, một cỗ khí tức vô địch từ trong cơ thể bắn ra. Cái này, đại thành. Đại trưởng lão muốn điên rồi. Hóa long trưởng, hắn chìm đắm trong đó mấy chục năm, nhưng cách đại thành một mực có khoảng cách rất xa. Vốn cho rằng cả đời vô vọng, nằm mơ cũng không nghĩ đến, chỉ bắt trước động tác đối phương làm một lần, lập tức đột phá. Quá nhanh đi. Vội vàng ngẩng đầu, ngay sau đó liền thấy vị kia trong hình ảnh đã thoát khỏi hóa long trưởng, thi triển ra vô hoa trưởng. Một bên hồng vũ trưởng lão cũng ở bên cạnh, bắt trước đi theo. Ầm ầm. Đồng dạng qua không lâu, lực lượng đại tăng, thật giống như đột phá một loại ràng buộc nào đó. Ngay sau đó, Lưu Dương trong hình ảnh thi triển ra bôn lôi ách vân tông chủ am hiểu nhất, sau đó. Khôi Hiểu tông chủ bắt trước, chỉ chốc lát đồng dạng đột phá. Ở chỗ này hất đầu ba canh giờ, không chỉ học sạch võ kỹ cao thâm nhất của tông môn. Còn lần nữa sửa đổi một phen, trở nên càng thêm huyền diệu, uy lực càng lớn. Không biết qua bao lâu, Khôi Hiểu tông chủ từ trong khiếp sợ khôi phục lại, tự lẩm bẩm. Chẳng lẽ hất đầu có thể khiến người ta đầu óc tỉnh táo, học vũ kỹ càng nhanh. Vừa rồi hắn cũng vụng trộm thử một chút hất đầu, chỉ biết choáng đầu hoa mắt, thấy không rõ lắm. Đối phương làm sao làm được? Hẳn là một loại bí pháp học tập cấp tốc nào đó. Đại trưởng lão trầm ngâm phút chốc, nói. Thông qua hất đầu, kích hoạt tư duy, lĩnh ngộ võ kỹ càng nhanh. Nhưng hắn chưa có xem qua sách AH, những vũ kỹ này làm sao biết? Hồng vũ trưởng lão kỳ lạ. Đối phương vung đầu ba canh giờ, sách cũng không có mở thoáng cái, học lúc nào. Làm sao có khả năng một cái nháy mắt liền đạt đến đại thành. Còn mạnh hơn bọn hắn chìm đắm mấy chục năm. Có thể là, thời điểm cùng chúng ta chiến đấu học trộm, có chút người thiên phú cao, đã gặp qua là không quên được, rất nhiều võ kỹ, chỉ cần nhìn một cái, liền có thể học được. Nghe nói lúc trước Khổng Điện chủ cũng có loại bản lĩnh này. Khôi Hiểu tông chủ dừng lại một chút nói. Hiện tại cũng chỉ có loại giải thích này. Nếu không, thật không biết, đối phương chỉ hất đầu, vì sao có thể học được võ kỹ, hơn nữa lợi hại như vậy. Thời điểm cảm xúc, âm thanh của đại trưởng lão tràn đầy khẩn trương vang lên. Tông chủ, ngươi nhìn. Khôi Hiểu tông chủ ngẩng đầu, ngay sau đó nhìn thấy Trương Huyền trong hình ảnh thi triển xong bôn lôi ách vân, nắm đấm bóp một cái, lại bắt đầu thi triển một bộ võ kỹ khác. Hồng Trần Vạn Lý, Tử Dương Huyền Giang, Bách Điểu Triều Dương, Vạn Tung Câu Diệt. Đủ loại võ kỹ đứng đầu nhất thất tinh lâu, ở trong miệng ba người từng cái nói ra. Thanh niên trong hình ảnh giống như trong chớp mắt biến thành tổ sư khai phái của thất tinh lâu, vô số võ kỹ, công pháp hạ bút thành văn, mỗi một chiêu đều đạt đến cảnh giới đại thành. Lặng ngắt như tờ. Không biết qua bao lâu, âm thanh của Khôi Hiểu tông chủ có chút khàn khàn. Thất tinh lâu,
võ kỹ đỉnh tiêm chừng 23 loại, các đời tông chủ, trưởng lão, có thể tu luyện thành một loại cũng đủ để dương danh lập vạn, thiên hạ hiếm có đối thủ. Hắn toàn bộ tu luyện. Ở Thất Tinh Lâu, võ kỹ cấp bậc tương đồng Bôn Lôi Ách Vân cũng không ít, nhưng tất cả đều cực kỳ khó tu luyện, mỗi một loại đều cần tiêu phí không biết bao nhiêu tinh lực, bao nhiêu tâm huyết. Tựa như hắn, vì tu luyện Bôn Lôi Ách Vân, từng đặc biệt đi Nam Cương, quan sát lôi đình mưa to, đã từng đi Tây Vực, truy tìm đám mây hình thành cùng rơi xuống, càng đặc biệt đi hãm không thành tìm kiếm đáp án, thậm chí suýt chút nữa ngã xuống. Đối phương, chỉ ở tàng thư khố vung đầu 3 canh giờ, liền học được toàn bộ. Hơn nữa mỗi một bộ, đều đáng sợ hơn bọn hắn tu luyện trăm năm, phảng phất như tìm ra thiếu hụt trong chiêu số, hơn nữa tiến hành sửa lại. Thiên hạ thật có thiên tài như vậy. Nếu hắn thành tông chủ của chúng ta, Thất Tinh Lâu ta biến thành Thất Tinh Thần Lâu ở trong tầm tay. Hồng Vũ trưởng lão cũng khó mà khép miệng lại. Trở thành tông chủ. Khôi Hiểu tông chủ nhìn qua. Ngươi không phải muốn dạy dỗ hắn sao? Trước đó tên này mở miệng nói, muốn hảo hảo dạy dỗ đối phương. Cái này. Sắc mặt Hồng Vũ trưởng lão đỏ lên. Dù ta cao hơn hắn một cấp bậc, nhưng khẳng định không phải đối thủ. Đối phương nắm giữ nhiều võ kỹ như vậy, lại thêm lý giải chiến đấu. Hắn hiểu được, cho dù tu vi cao một cái đại cấp bậc, hai bên giao chiến, hắn vẫn như cũ thất bại rất thảm. Hoàn toàn không có khả năng so sánh. Bởi vậy cái gọi là dạy dỗ, cũng đã thành chê cười. Người cao hơn một cấp cũng không phải đối thủ, nếu như hắn đột phá thành công, đi đến tiên quân đỉnh phong. Sáu đại tông môn liên hợp tỉ thí, có khả năng thu hoạch được đệ nhất hay không? Đại trưởng lão mắt sáng rực lên. Cái này, Khôi Hiểu tông chủ trầm ngâm. Lăng Vân kiếm các Trương Huyền, lĩnh ngộ thần chi kiếm ý, đồng dạng có thể làm được chân tiên cảnh chém giết tiên quân, vạn thú môn tân nhiệm tông chủ Trịnh Dương, mặc dù là tiên quân đỉnh phong, lại có thể thuần phục vô số tiên thú để bản thân sử dụng, sức chiến đấu cũng không bình thường. Nếu như Lưu Dương không phải một trong hai vị đó ngụy trang, ngược lại có thể cùng bọn hắn cân sức ngang tài, nhất thời tranh sáng. Có phải hay không thật ra thì cũng rất đơn giản, chỉ cần tông chủ đi vào thông thần điện, hỏi thăm Hàn Kiếm Thu cùng Tần Nguyên chẳng phải rõ ràng. Đại trưởng lão nói. Hết chương 3674. Chương 3675, Thất Tinh Tiên Thảo. Cũng đúng. Khôi Hiểu tông chủ sửng sốt một chút, ngay sau đó gật đầu. Đại trưởng lão nói không sai, cái tên này có phải hai người kia ngụy trang hay không, chỉ cần hỏi thăm một cái liền được. Chắc hẳn sẽ không giấu giếm. Nghĩ đến cái này, lấy ra thông thần ngọc phù đặc thù tông chủ mới có thể khống chế, tinh thần khẽ động tiến vào bên trong. Đứng ở bên trong, lay động trang bị đặc thù, một lát sau, Hàn Kiếm Thu cùng Tần Nguyên môn chủ nhận được triệu hoán, đồng loạt đi tới trước mặt. Khôi tông chủ triệu hoán chúng ta là vì chuyện gì? Tần Nguyên môn chủ nói. Không biết hai vị có biết người này hay không? Ngón tay điểm một cái, một hư ảnh hiện lên ở phía trước, chính là Trương Huyền ngụy trang. Không biết. Hai người đồng thời lắc đầu. Khôi Hiểu tông chủ thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía Hàn Kiếm Thu. Hàn huynh, không biết tân nhiệm tông chủ Trương Huyền của các ngươi, hiện tại có ở Lăng Vân kiếm các không? Khôi tông chủ cớ gì nói ra lời ấy? Hàn Kiếm Thu nhăn mày lại. Tông chủ ta đang tu luyện Lăng Vân kiếm thần quyết, ít ngày nữa liền có thể đột phá, tự nhiên ở trong tông môn, nếu không còn có thể đi đâu. Tin tức tông chủ không ở tông môn, khẳng định không thể tiết lộ. Nếu không sẽ dẫn tới thần điện đuổi giết. Trước khi thông thiên kiều mở ra, tuyệt không cho phép lại xuất hiện một lần sơ suất, để tông chủ rơi vào nguy hiểm. Ta chỉ là tùy tiện hỏi một chút. Thấy hắn nói chém đinh chặt sắt, Khôi Hiểu tông chủ lần nữa nhìn về phía Tần môn chủ cách đó không xa. Tần huynh, không biết, Trịnh Dương tông chủ hiện tại cũng ở trong tông môn. Đương nhiên, Tần Nguyên nói, tông chủ vừa mới thuần phục đám thú giao long. Đương nhiên là nghĩ biện pháp phối hợp lẫn nhau, để nghênh đón thông thiên kiều tỉ thí, làm sao, Khôi tông chủ còn cho rằng ta nói láo phải không? Ta không phải ý này. Khôi Hiểu tông chủ cười khổ. Hỏi rõ ràng kết quả, biết hai vị tông chủ, tất cả đều ở trong tông môn từng người bế quan tu luyện, nghênh đón thông thiên kiều, Khôi Hiểu tông chủ hài lòng rời thông thần điện, lần nữa về đến phòng, hăng hái. Trương Huyền tông chủ và Trịnh Dương tông chủ đều ở trong tông môn. Lưu Dương này có lẽ thật sự là một vị tán tu. Đại trưởng lão trầm ngâm nói. Thuật nghiệp hữu chuyên công, ta không tin có người có thể lĩnh ngộ thần chi kiếm ý, trên thuần thú cũng cường đại đến cực điểm,
thậm chí ngay cả võ kỹ cũng xem xét liền biết, một hồi tinh thông. Trên đời này mạnh mẽ chính là nhân tài, mà không phải toàn tài. Hắn không tin, một người đã tinh thông kiếm pháp, lại tinh thông thuần thú cùng võ kỹ. Thật muốn như vậy, người này đã sớm danh khắp thiên hạ, mà không phải mới nghe nói qua. Chỉ cần không phải hai vị kia, Lưu Dương này đáng giá chúng ta dùng lực lượng lớn nhất bồi dưỡng. Xác định thân phận, Khôi Hiểu tông chủ không giàu dĩ, cười cười, tràn đầy đấu trí. Trước đó nghe được Lăng Vân kiếm các có người lĩnh ngộ thần chi kiếm ý, ở sâu trong nội tâm là có chút hâm mộ. Không nghĩ tới ông trời đối đãi hắn không tệ, thời khắc mấu chốt, đưa tới một vị siêu cấp thiên tài như vậy. Cùng cấp bậc vô địch, mình cũng không phải đối thủ, càng luyện thành hơn 20 loại võ kỹ đứng đầu nhất của tông môn. Một khi đột phá, thiên hạ ai có thể chặn. Vị Trương Huyền tông chủ kia lĩnh ngộ thần chi kiếm ý, cũng chưa chắc có thể là đối thủ. Thở ra một hơi, Trương Huyền đi ra ngoài. Thất tinh lâu tàng thư khố, tuy không có để tu vi hắn đột phá, nhưng để hắn đối với võ kỹ, chiến đấu có lý giải càng sâu, sức chiến đấu cũng càng tiến một bước. Đặc biệt là hơn 20 bộ võ kỹ kia, dù hơi kém thần chi kiếm ý, nhưng toàn bộ nắm giữ, uy lực không thể khinh thường. Lưu trưởng lão, tông chủ muốn gặp ngươi. Vừa ra khỏi phòng, đại trưởng lão liền tiến lên đón. Trương Huyền đi theo. Lưu trưởng lão, ngươi xem sách tiếp cận một đêm, không biết có cảm ngộ mới gì không, đột phá tiên quân mà nói, cần trợ giúp gì không? Đi vào đại điện trước đó, Khôi Hiểu tông chủ một mặt ý cười nhìn qua. Hiện tại tu vi chân khí cùng thân thể của ta, không có bất kỳ ràng buộc gì, chỉ là phương diện linh hồn còn có chút không đủ. Dừng lại một chút, Trương Huyền nói. Nếu có thể để vu hồn đột phá đến chân tiên cảnh, cho dù không có thiên đạo công pháp tiên quân cảnh, mượn đan dược đột phá chắc cũng không khó khăn lắm. Chỉ tiếc công pháp phương diện linh hồn, dù thất tinh lâu siêu tập không ít, nhưng cũng không đủ để hình thành thiên đạo pháp quyết. Phương diện linh hồn không đủ. Khôi Hiểu tông chủ bừng tỉnh hiểu ra. Khó trách vị trước mắt này rõ ràng có đan dược nhưng không nuốt, không đột phá, náo loạn nửa ngày, là cho rằng linh hồn hơi yếu kém. Phương diện linh hồn, muốn tiến bộ quả thực không quá dễ dàng, chẳng qua chấn lâu chi bảo của thất tinh lâu ta, thất tinh tiên thảo, đối với linh hồn có hiệu quả rất tốt, không bằng mang ngươi tới thử một chút. Thất tinh linh thảo. Trương Huyền sững sờ. Nhìn qua vô số thư tịch, cũng không có ghi chép liên quan tới thứ này. Đây là chấn lâu chi bảo của thất tinh lâu, mấy ngàn năm qua, chúng ta có thể sừng sững ở trong 6 đại tông môn không ngã, chính là bởi vì có nó trấn áp số mệnh, để đệ tử một đời tiếp một đời hưng thịnh không dứt. Khôi Hiểu tông chủ cảm xúc. Thất tinh tiên thảo, hấp thu lực lượng thất tinh trên trời, phối hợp đại trận tông môn, có thể thả ra khí tức để cho người ta tinh thần an tâm, nguyên nhân chính là như vậy, thất tinh lâu dù nằm ở trung tâm Bích Viễn thành phồn hoa, tiến vào bên trong. Vẫn như cũ cho người ta một loại cảm giác rời xa huyên náo. Mới có thể để cho tất cả đệ tử an tâm tu luyện, không bị thế tục làm bẩn, chống lại các đại tông môn, mảy may không rơi vào thế yếu. Làm phiền Khôi tông chủ. Trương Huyền khom người. Hắn cũng không tính nhận không ân huệ của người, vừa rồi thời điểm đọc sách, đã phát hiện có người thăm dò, lúc này mới cố ý ở tàng thư khố dùng tốc độ chậm nhất thi triển võ kỹ ra. Làm như vậy, cũng coi như chiêu số hắn lĩnh ngộ. Dốc túi truyền cho, báo đáp các loại ân tình. Thân là thất tinh lâu trưởng lão, đều có cơ hội tu luyện. Khôi Hiểu tông chủ không nói thêm lời, phía trước dẫn đường, thời gian không dài đi tới vị trí đối ứng Bắc Cực Tinh. Là một sân nhỏ rộng rãi, phá vỡ phong ấn, một tiên thảo thất thải quang mang xuất hiện ở trước mắt. Hết thảy có 7 lá cây, mỗi một lá đều lóng lánh màu sắc khác biệt, gió nhẹ vỗ động, không gian xuất hiện từng đạo gợn sóng. Một cây thực vật. Vậy mà đạt đến, tiên quân đỉnh phong, đối với linh hồn quả nhiên có trợ giúp rất lớn. Đi về phía trước mấy bước, đi tới trước mặt, con mắt Trương Huyền nhìn không được sáng lên. Mới tiến vào viện chỉ mấy hơi thở, vu hồn giam cầm ở hư tiên cảnh đỉnh phong, lại có xúc động muốn đột phá. Không hổ là chấn lâu chi bảo của thất tinh lâu, quả nhiên không đơn giản. Khôi Hiểu tông chủ giải thích nói. Đây là thất tinh tiên thảo, trưởng lão trong lâu đến chân tiên cảnh đỉnh phong. Bình thường đều sẽ lựa chọn ở đây đột phá, được tiên thảo che chở, có thể tâm ma không sinh, hồn lực càng thêm viên mãn như ý, đột phá dễ dàng không ít. Trương Huyền gật đầu. Tiên thảo này giống như danh sư đại lục thánh vực bồ đề thụ, đối với linh hồn có hiệu quả rất tốt, ở đây tu luyện vu hồn mà nói, dù không có công pháp chân tiên cảnh, để hắn đột phá đến chân tiên cảnh cũng không khó lắm.
Bây giờ cách trời sáng còn có một canh giờ, người ngay ở chỗ này tu luyện a, bình minh chúng ta liền xuất phát, đi tới Trục Tinh Hải. Lại giải thích vài câu, Khôi Hiểu Tông chủ bàn giao một câu, xoay người rời đi. Thấy hắn ra sân, lúc này cổ tay Trương Huyền mới khẽ đảo, mấy cái trận kỳ xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Nhẹ nhàng bắn ra. Ông! Bốn phía quang mang lóe lên, khí tức hoàn toàn bị ngăn cách. Những trận kỳ này đương nhiên là ở chỗ Vạn Thú Môn Liêu trưởng lão lấy được, đối phương am hiểu bày trận, cái đồ chơi này cực nhiều. Khoanh chân ngồi xuống, vu hồn từ mi tâm nhảy ra. Cô cục cục. Lực lượng vận chuyển, lực lượng tẩm bổ linh hồn lập tức lao qua hồn thể. Hấp thu phút chốc, lông mày không khỏi nhíu một cái. Trên không phát ra lực lượng tẩm bổ linh hồn nhiều vô cùng, giống như ban đầu ở ao nước Huyễn Vũ Đế Quốc, dưới tình huống bình thường, linh hồn tiến vào bên trong, lực lượng liền sẽ chậm rãi tăng thêm. Nhưng không biết vì sao, phù hồn xuất khiếu, vận chuyển công pháp, hấp thu tới lực lượng lại không thể để bản thân sử dụng. Mở mắt nhìn về phía tiên thảo trước mắt, chỉ thấy đối phương không ngừng lay động, khí tức tẩm bổ linh hồn vừa rồi, vậy mà một chút cũng tìm không thấy. Chuyện gì xảy ra? Trương Huyền sầm mặt lại. Rất hiển nhiên, thất tinh tiên thảo này đang dở trò. Hô! Phu hồn đi vào trong cơ thể, Trương Huyền vừa định đi qua đó xem chuyện gì xảy ra, liền cảm thấy linh khí trên không chấn động, cỗ khí tức quen thuộc trước đó lần nữa lao qua. Vẫn như cũ là lực lượng tẩm bổ linh hồn. Híp mắt lại, phu hồn lần nữa từ mi tâm nhảy ra, vừa định hấp thu, lại phát hiện lực lượng tẩm bổ linh hồn lại biến thành, không cách nào hấp thu. Mà vu hồn trở lại thân thể, lại lần nữa tới. Quả nhiên là tên này dở trò. Cẩn thận quan sát một cái, quả nhiên là tên này đang quấy rối. Trương Huyền nhíu mày. Hiện tại không có pháp quyết vu hồn chân tiên cảnh, muốn đột phá, nhất định phải nắm giữ đại lượng lực lượng tẩm bổ linh hồn, không ngừng cọ rửa vu hồn, để nó biến càng thêm tinh thuần, mới có thể một lần đột phá bình chướng. Vốn cho rằng tiên thảo thả ra lực lượng cường đại như vậy, hoàn toàn có thể giúp hắn một lần thành công đột phá. Ai biết đối phương giống như cố ý cùng hắn chơi trốn tìm, phù hồn đi vào thân thể liền tỏa ra, đi ra liền biến mất, căn bản không có cách nào tu luyện. Phù hồn ở trong người mà nói, tốc độ tu luyện cực chậm không nói, sẽ còn ảnh hưởng hắn đột phá cảnh giới. Chỉ sợ Khôi Hiểu Tông chủ chưa nói thực, thất tinh tiên thảo này, cũng không chỉ tẩm bổ linh hồn đơn giản như vậy. Trương Huyền hừ một tiếng, không sốt ruột tu luyện, mà đi tới trước mặt tiên thảo. Ngón tay lặng lẽ đưa tới, muốn chạm đến một cái, xác định thuộc tính cùng đặc điểm của tên này, tiên thảo nhẹ nhàng run rẩy, từ trước mắt biến mất, xuất hiện ở địa phương hơn mấy chục mét. Không nghĩ tới tiên thảo có thể chạy, Trương Huyền sửng sốt một chút, lần nữa đi tới trước mặt, xòe bàn tay ra. Hô! Tiên thảo lại chạy tới một bên khác, hình như tay của hắn có độc, căn bản không cho tiếp xúc. Có ý tứ. Trương Huyền mỉm cười. Thực vật nắm giữ tu vi tiên quân đỉnh phong, quả nhiên không có đơn giản như vậy, không phải muốn gì cứ lấy. Nhìn ngươi có thể chạy đi đâu. Trương Huyền hít sâu một hơi, quyết định phương hướng, dưới chân lần nữa khẽ động, vừa định xông tới nắm lấy, trước mắt đột nhiên hoa một cái, lá cây bảy màu đột nhiên tăng vọt, từ dưới đất bỗng nhiên lan ra giống như dây leo, trong nháy mắt thắt cổ tay cùng cổ chân của hắn. Phần phật. Trương Huyền bị treo ngược ở giữa không trung. Hết chương 3675. Chương 3676. Ăn tiên thảo. Thiên Xu Điện. Đại trưởng lão nhìn về phía Khôi Hiểu trước mắt. Tông chủ, tuy thất tinh tiên thảo là tiên vật trấn áp số mệnh thất tinh lâu, nhưng bản tính cổ quái, người đi qua cũng hở hững lạnh lẽo, để Lưu trưởng lão đi qua, sẽ không ra tay với hắn chứ. Từ khi tông môn xây dựng, tiên thảo liền tồn tại, sống mấy ngàn năm, đã sớm tạo thành tính cách cao ngạo, tông chủ kỳ trước đi qua bái kiến, cũng chưa chắc có thể cho sắc mặt tốt, Lưu trưởng lão trẻ tuổi như vậy, tu vi lại chỉ có chân tiên cảnh đỉnh phong, khẳng định sẽ mất hứng. Người cũng không phải không cùng tiên thảo tiếp xúc qua, chỉ ưa thích trêu người, đợi nó chơi xong, đương nhiên sẽ thả lực lượng tẩm bổ linh hồn ra ngoài. Khôi Hiểu Tông chủ cười cười. Lưu trưởng lão tuổi còn trẻ liền đến chân tiên đỉnh phong, sức chiến đấu lại mạnh như vậy, khó tránh khỏi sẽ sinh ra tâm kiêu căng, để hắn rèn luyện thoáng cái. Mài rũa một chút, đối với linh hồn tăng trưởng cũng có ích lợi rất lớn. Sửng sốt một chút, đại trưởng lão gật đầu. Muốn để hồn lực tăng thêm, đơn thuần nhuệ khí là không được, có đôi khi cần rèn luyện nhuệ khí, trở nên dày nặng, mới có thể thích góp đại thế, càng đi càng xa. Tiên thảo trêu đùa Lưu trưởng lão không quan trọng,
ta sợ Lưu trưởng lão hủy diệt tiên thảo liền phiền toái. Một bên Hồng Vũ trưởng lão nhịn không được nói. Tuy cùng vị Lưu trưởng lão này tiếp xúc rất ít, nhưng vừa nhìn liền biết đối phương không phải đèn đã cạn dầu. Nếu không cũng không có khả năng ở thông thần điện đại sát tứ phương, nhóm người mình cũng bị nhẹ nhõm đánh bại. Yên tâm đi, tiên thảo sống mấy ngàn năm, lại ở địa phương lực lượng hội tụ của thất tinh lâu, xem như ta muốn nắm lấy cũng không làm được, huống chi Lưu trưởng lão chỉ có chân tiên cảnh. Chỉ có nó trêu đùa người khác muốn thương tổn nó. Toàn bộ đại lục, trừ vị khổng điện chủ kia, thật đúng là nghĩ không ra có người nào có thể làm được. Khôi Hiểu tông chủ vuốt râu. Thất tinh lâu, bảy tòa lầu các, chiếm cứ vị trí thất tinh, tất cả lực lượng vừa vặn hội tụ ở Bắc Cực tinh, vị trí tiên thảo chính là nơi đây. Bởi vậy tiên thảo tẩm bổ tất cả mọi người thất tinh lâu, tinh, khí, thần của tất cả mọi người cũng tẩm bổ đối phương, mới có thể để cho một thực vật đến tiên quân đỉnh phong. Hồng Vũ trưởng lão thở phào nhẹ nhõm. Tông chủ là cường giả ngụy thần cảnh, ngay cả hắn cũng bắt không được đối phương, nói như vậy đối phương khẳng định không có vấn đề. Nếu như còn cảm thấy không yên lòng, ta ở bên trong lặng lẽ lưu lại ngọc tinh ghi chép, có thể đồng bộ truyền hình ảnh tới, vừa vặn có thể nhìn một chút hắn tu luyện như thế nào, tiên thảo tiền bối lại làm sao trêu đùa đối phương. Khôi Hiểu tông chủ mỉm cười, ngón tay điểm ra, một ngọc tinh ghi chép hiện lên ở phía trước hai người, tiên lực dập dờn, ánh sáng lấp lánh. Trong đại sảnh lập tức hiển lộ ra tình huống ở vị trí tiên thảo. Bất quá đâu đâu cũng có sương mù, cái gì cũng không nhìn thấy. Đây là trận pháp ngăn cách khí tức. Khôi Hiểu tông chủ sửng sốt. Trước kia đều là muốn nhìn liền có thể nhìn, bây giờ lại bị ngăn cách, chẳng lẽ là Lưu Dương bố trí. Chỉ là trong sân đã có không biết bao nhiêu trận pháp, ở trong đó ra chỉ trận pháp ngăn cách khí tức, thuộc về điệp gia, xem như hắn muốn thành công cũng cần nghiên cứu không biết bao lâu. Đối phương làm sao làm được? Hơn nữa lúc này mới bao lâu? Tốc độ sắp đặt trận pháp có chút quá nhanh đi. Đã ngăn cách, vậy thì nhìn không được, đoán chừng là Lưu trưởng lão không muốn để cho cảnh tượng bản thân khó chịu bị chúng ta phát giác. Khôi Hiểu tông chủ lắc đầu, vừa định thu hồi ngọc tinh ghi chép, chỉ thấy đại trưởng lão cách đó không xa vẻ mặt nghiêm túc. Mau nhìn, sương mù đang lắc lư. Ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên thấy sương mù không ngừng lay động. Dường như có người ở bên trong giao thủ. Rất nhanh mặt đất cũng xuất hiện vết rách, kèm theo tiếng kêu của tiểu kê, từng đạo khí lưu không ngừng bắn ra phía ngoài, phảng phất như chiến đấu cực kỳ quyết liệt. Cái này, đại trưởng lão, Hồng Vũ trưởng lão nhìn nhau. Tiên thảo trêu đùa đối phương, bọn họ biết, trước đó đều trải qua, chỉ là tiểu kê kêu to là cái quỷ gì. Lưu trưởng lão còn mang gà đi qua. Yên tâm đi, tiên thảo có chừng mực. Sẽ không làm Lưu trưởng lão bị thương. Thấy biểu lộ của hai người, Khôi Hiểu tông chủ cười cười, lời còn chưa dứt, sương mù trước mắt chậm rãi tiêu tán, cảnh tượng bên trong xuất hiện. Trương Huyền ngụy trang Lưu Dương, trước ngực vây quanh khăn quàng cổ, tay cầm đũa, đang ngồi khoanh chân trên mặt đất, phía trước chẳng biết lúc nào nhiều hơn một cái nồi sắt, hỏa diễm cuồn cuộn, nước bên trong đã sôi sùng sục, trong nước nổi lơ lửng một cái tiên thảo bảy màu, toàn thân bị nấu thấu hồng, mắt thấy sẽ chín. Tiên thảo không ngừng giãy giụa, vừa định từ trong nồi nhảy ra, một tiểu hoàng kê ở trong nước dạo chơi liền mổ một cái. Chỉ thoáng cái, tiên thảo liền ngoan ngoãn nằm ngửa, rất nhanh luộc chín giống như rong biển, không còn động tĩnh. Lưu trưởng lão dừng lại một chút, lấy ra một cái chén nhỏ, bên trong thả dầu cải, vừng, tương ớt, đậu phộng, giấm. Dùng đũa kẹp lên một lá cây tiên thảo, nhúng nhúng, há miệng nuốt xuống. Đám người Khôi Hiểu tông chủ, con mắt trợn tròn. Không tốt, nhanh đi cứu tiên thảo. Một lát sau, mọi người phản ứng lại, kìm nén không được nữa, nhanh chóng lao ra ngoài. Thời gian nháy mắt đi vào sân nhỏ, ngay sau đó nhìn thấy Trương Huyền đang đầu đầy mồ hôi. Tới thật đúng lúc, mùi vị không tệ, cùng ăn đi. Thấy bọn họ đi vào, Trương Huyền cầm đũa, tràn đầy hiếu khách. Ngươi, không để ý tới nói nhiều, Khôi Hiểu tông chủ vội vàng đi vào trước mặt, đưa tay từ trong nồi vớt tiên thảo ra. Lúc này tiên thảo bảy cái lá cây đã mất bốn lá, tràn đầy uể oải, khẽ động cũng không muốn động. Vội vàng để dưới đất, phát hiện còn chưa chết, chỉ là tổn thất nghiêm trọng, mất đi tiếp cận nửa cái mạng. Kìm nén không được, quay đầu nhìn lại. Lưu trưởng lão, thất tinh tiên thảo là trấn lâu chi bảo của thất tinh lâu. Ngươi làm sao ăn? Ta để ngươi tới hấp thu lực lượng tiên thảo thả ra tu luyện, tẩm bổ linh hồn, ngươi làm sao giống như tới tiệm lẩu, nấu nó? Mấu chốt nhất là, thất tinh tiên thảo,
xem như hắn muốn nắm lấy cũng khó khăn, đối phương làm sao bỏ vào trong nồi. Hơn nữa loại nước sôi nhiệt độ này, chân tiên phổ thông cũng không đả thương được, tiên thảo là tiên quân đỉnh phong, làm sao luộc chín. Ta muốn hấp thu lực lượng tẩm bổ hồn phách, nó không chỉ không cho, còn ra tay với ta. Ta cảnh cáo mấy lần, hết cách rồi, đành phải nấu ăn. Trương Huyền gật đầu. Cái tên này một mực trêu đùa hắn, thậm chí còn nắm hắn lên, nếu không phải tiểu hoàng kê xuất hiện mổ vài cái, đoán chừng mình cũng chưa hẳn có thể là đối thủ. Còn nấu ăn, là tiểu hoàng kê đề nghị. Chờ đối phương thả ra loại khí tức kia, không biết năm nào tháng nào, ăn mà nói, hiệu quả càng tốt hơn. Giống như đối phương nói, vừa ăn một cái lá cây, phù hồn hắn liền thuận lợi đột phá chân tiên cảnh, lại ăn ba cái, cho dù không có tu luyện công pháp, lực lượng vu hồn cũng đạt tới chân tiên cảnh đỉnh phong. Nói cách khác, hắn hiện tại chỉ cần hồn lực cùng tiên lực hoàn mỹ dung hợp, liền có thể xung kích tiên quân. Khôi Hiểu tông chủ sắp điên rồi. Thất tinh tiên thảo vô cùng chân quý, nấu ăn, ngươi. Cũng không có cái gì muốn nói. Chấn tông chi bảo, các đời tông chủ bọn họ đều kính như thần minh, không dám đắc tội, cái tên này thế mà trực tiếp nấu. Chẳng lẽ tâm lý một chút áy náy cũng không có. Muốn nói. Trương Huyền dừng lại một chút. Nói thật, mùi vị cũng không tệ lắm. Có chút giống rong biển, chẳng qua dai hơn rong biển. Khôi Hiểu tông chủ phát điên. Yên tâm đi, ta đã ăn, khẳng định sẽ để nó khôi phục. Biết đối phương muốn nói cái gì, Trương Huyền cười cười, bàn tay chảo một cái, thu tiểu hoàng kê vào túi thú sủng, nhẹ nhàng bắn ra, cầm nồi nước sôi đi vào trước mặt thất tinh tiên thảo. Nước sôi đổ vào. Tiên thảo ở trong đất bùn uể oải, cũng không bị bỏng chết, ngược lại giống như hấp thu năng lượng đặc thù nào đó, lá cây uể oải giãn ra, bị ăn sạch bốn cái lá cây cũng xuất hiện chồi non, bất cứ lúc nào cũng sẽ lần nữa mọc ra. Đám người Khôi Hiểu tông chủ, đại trưởng lão đều ngây người. Loại tiên dược như thất tinh tiên thảo, bị ăn còn có thể mọc ra. Hơn nữa nhanh như vậy. Đại khái cần chừng một tháng liền có thể mọc tốt. Trương Huyền lắc đầu nói. Loại tiên thảo này thật ra thì giống như thịt rượu, cắt ăn, ăn hết rồi sẽ còn dài ra, giữ lại không ăn làm gì. Không có chạm đến tiên thảo, không biết thuộc tính của nó, tiếp xúc thiên đạo thư viện hình thành thư tịch, tự nhiên tất cả đều hiểu. Thứ này thoạt nhìn vô cùng cao ngạo, trên thực tế chính là một gốc dược liệu mà thôi. Nếu là dược liệu, tự nhiên phải bị ăn. Dưới tình huống bình thường, bị ăn sạch bốn lá cây, muốn triệt để khôi phục, mọc ra chồi non. Không có trên trăm năm không cách nào làm được, nhưng có nước tắm của tiểu hoàng kê tẩm bổ, chữa trị tổn thương, mấy hơi liền có thể hoàn thành. Cái này, khóe miệng Khôi Hiểu tông chủ co giật. Thật ra thì hắn cũng biết, tiên thảo có thể ăn, ăn đối với linh hồn hiệu quả cực lớn, nhưng cũng phải bắt lấy mới ăn được a hát. Hắn đường đường ngụy thần cũng bắt không được, đối phương lại bắt, thậm chí đặt ở trong nồi nấu. Tận mắt thấy cũng không dám tin tưởng. Không biết, Lưu trưởng lão ăn tiên thảo, hiệu quả như thế nào? Tiên thảo đã không có việc gì, đám người thở phào nhẹ nhõm, Khôi Hiểu tông chủ nhìn không được nhìn qua. Hiệu quả không tệ, linh hồn đã được tẩm bổ. Trương Huyền nói rõ sự thật. Cái kia liền tốt, hiện tại trời cũng sáng, chúng ta lên đường đi. Đối phương đã chiếm được mình muốn, tiếp tục đợi cũng không có ý nghĩa, Khôi Hiểu tông chủ thở phào nhẹ nhõm nói. Một đêm chơi đùa. Giờ phút này mặt trời từ đường chân trời bay lên, đã sáng. Trương Huyền không nói thêm lời. Tiên thú phi hành của thất tinh lâu hết thảy tám đầu, lôi kéo một xe ngựa to lớn, phá không mà lên, mọi người ngồi vào trong đó, vẫn cực kỳ rộng rãi. Xuyên thấu qua cửa sổ, Trương Huyền nhìn một chút, tốc độ quả nhiên nhanh hơn giao long. Biết là bay về phía trục tinh hải, Trương Huyền ngồi xuống bắt đầu tu luyện, hai ngày sau vu hồn cùng tiên lực triệt để dung hợp. Là thời điểm xung kích tiên quân. Cổ tay khẽ đảo, Khôi Hiểu tông chủ cho phá trướng đan xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Chân khí, thân thể, vu hồn, đều đạt đến chân tiên cảnh đỉnh phong, hơn nữa hoàn mỹ giao hòa, là thời điểm xung kích cảnh giới cao hơn. Chỉ cần đến tiên quân, ở đây xem như chân chính có năng lực tự vệ, cho dù cường giả ngụy thần cảnh của thần điện đánh lén, cũng sẽ không cần quá mức lo lắng. Hết chương 3676. Chương 3677, tiên quân cảnh. Chỉ là cho dù siêu tập tất cả công pháp của ba đại tông môn, bí tịch đột phá tiên quân vẫn không có đi đến cấp bậc thiên đạo, còn có chút chênh lệch. Chờ đã không kịp. Trương Huyền lắc đầu. Kèm theo tu vi càng ngày càng cao,
số lượng công pháp khẳng định càng ngày càng ít, cũng không thể không có thiên đạo công pháp, liền không đi tu luyện. Danh sư đại lục, cũng không có thiên đạo pháp quyết cấp bậc cổ thánh, đồng dạng cũng đột phá cảnh giới. Hiện tại cũng đối mặt loại tình huống này, không nhanh chóng tu luyện, thực lực căn bản không đủ để ứng đối nguy hiểm sắp đối mặt. Bắt đầu. Không nghĩ nhiều nữa, mở ra nắp bình, há miệng nuốt phá chướng đan xuống. Ầm ầm. Trong đan dược lực lượng hùng hồn, thời gian nháy mắt lan ra toàn thân, trong chốc lát như là lửa đốt. Tinh thần tập trung, khống chế lực lượng toàn thân, thẳng tắp vào tới đại môn tiên quân cảnh. Thiên đạo công pháp giống như chìa khóa, chỉ cần cầm tới, mặc kệ đại môn dày nặng cỡ nào cũng có thể nhẹ nhõm mở, hiện tại không, chỉ có thể dùng man lực ngạnh xông. Chỉ cần lực lượng đủ, đồng dạng có thể thuận lợi thành tựu tiên quân. Bù! Một tiếng vang thật lớn, chân khí đánh tan ra, miệng mũi Trương Huyền lập tức phun ra máu tươi. Thật kiên cố! Trương Huyền sầm mặt lại. Còn tưởng rằng dựa vào tu vi cùng lực lượng của hắn, xung kích tiên quân hẳn rất dễ dàng, không nghĩ tới đại môn trước mắt vững chắc giống như sắt thép, dùng hết toàn lực cũng không thể dung chuyển mảy may. Ngươi, man lực xung kích! Nhìn thấy cử động của hắn, đám người Khôi Hiểu đều bối rối. Tiên quân cảnh, là đại cấp bậc khó mà vượt qua của Di Khí đại lục, vô số cường giả tiêu phí không biết bao nhiêu tâm huyết cũng không thể thành công, một chút kỹ xảo đều không có, ngạnh xông. Giống như đơn thương độc mã va chạm tường thành cao mấy trăm thước. Làm sao có thể làm được? Chư vị có tiên nguyên đan tuyệt phẩm không? Liên tục trùng kích mấy lần, phát hiện hiệu quả không lớn, Trương Huyền nhìn về phía mấy người trước mắt. Tiên nguyên đan thượng phẩm, đối với hắn xung kích tiên quân đã không hiệu quả gì, muốn thành công, cần dược vật cấp bậc cao hơn, càng thêm tinh thuần. Ta có hai viên. Khôi Hiểu tông chủ lấy ra một bình ngọc. Loại dược vật cấp bậc này, toàn bộ đại lục cũng không có bao nhiêu, cho dù là hắn cũng không nhiều. Mượn trước dùng một chút, đến trục tinh hải liền trả lại ngươi. Biết muốn thành công, nhất định phải đủ lực lượng, tuyệt không thể bỏ dở nửa chừng, Trương Huyền cũng không khách khí, đưa tay nhận lấy bình ngọc, đồng thời nuốt xuống hai viên đan dược. Khôi Hiểu tông chủ nhịn không được nhảy lên. Loại cấp bậc như hắn, một viên tiên nguyên đan tuyệt phẩm cũng phải luyện hóa 3 ngày trở lên, đối phương một chân tiên đỉnh phong. Mở miệng nuốt hai viên, không sợ nguy hiểm. Mọi người tập trung tinh thần. Cắn răng một cái, đi vào trước mặt Trương Huyền, Khôi Hiểu tông chủ phân phó nói. Cứng rắn đột phá tiên quân như vậy, nguy hiểm cực lớn, nhất định phải có người thủ hộ, nếu không một khi xuất hiện không may, hơi không cẩn thận liền có khả năng tẩu hỏa nhập ma. Đám người đại trưởng lão, Hồng Vũ trưởng lão đồng loạt vây quanh. Vị này là hy vọng của Thất Tinh lâu, đột phá thành công, cái gì Trương Huyền tông chủ, Trịnh Dương tông chủ, khẳng định cũng không là đối thủ, cho nên có thể dốc hết toàn lực, không có người sẽ từ chối. Lực lượng của hai viên tiên nguyên đan tuyệt phẩm nổ tung ở trong người, giống như hồng lưu tàn phá bừa bãi. Vừa rồi phá chướng đan chỉ là sông lớn mà nói, như vậy giờ phút này đã thuế biến thành sóng biển, lần nữa đánh tới đại môn tiên quân. Rầm rầm rầm. Mỗi một lần xung kích, Trương Huyền đều giống như tiếp nhận công kích, miệng mũi chảy ra máu tươi. Liên tục mấy lần, môn hộ tiên quân cũng không phá vỡ, mà hắn thì đã bị trọng thương, sắp không kiên trì nổi. Lấy ra một bình ngọc, uống hết nước tắm hồ lô, hơi khôi phục một chút, răng cắn chặt, trong ánh mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn. Hô! Lại có mấy cái bình ngọc hiện ra. Vừa xuất hiện ở phía trước, lập tức tỏa ra lực lượng mạnh mẽ. Tinh huyết tiên quân đỉnh phong của võ sĩ thần điện. Chém giết bọn hắn, trước khi luyện chế vô hồn kim nhân siêu tập không ít. Thứ này ẩn chứa lực lượng của cường giả tiên quân đỉnh phong, đối với hắn hiệu quả không kém tiên nguyên đan tuyệt phẩm quá nhiều. Bành! Bình ngọc nổ tung, tinh huyết hóa thành sương mù, dọc theo huyệt đạo, thẳng tắp quán thâu vào trong cơ thể. Làn da của Trương Huyền lập tức biến thành đỏ tươi, thân thể cũng xuất hiện khô quắt, thật giống như lực lượng quá mạnh, không phải hắn hấp thu đối phương, mà là đối phương muốn thôn vệ máu tươi của hắn. Hừ! Lông mày dương lên! Thiên đạo công pháp chân tiên cảnh vận chuyển ở trong người, tinh thần tập trung cao độ, Trương Huyền cố nén đau nhức kịch liệt do toàn thân bị xé nứt, khống chế thủy triều trong cơ thể, lần nữa vọt tới đại môn tiên quân. Kẹt kẹt, dung hợp rất nhiều lực lượng, đại môn bắt đầu lay động, tựa hồ có chút không chịu nổi. Lay động liền tốt, Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm, con mắt sáng lên, tiếp tục khống chế lực lượng xung kích. Bình cảnh tiên quân, so với hắn tưởng tượng đáng sợ hơn nhiều. Đổi lại cảnh giới khác, lực lượng cuồng bạo như vậy, nhẹ nhõm liền có thể đột phá,
mà giờ khắc này liên tục xung kích nhiều lần cũng không có thành công, đủ thấy chắc chắn. Lần đầu tiên không thành công, đằng sau còn muốn đột phá liền khó khăn, mọi người cùng nhau ra tay. Khôi Hiểu tông chủ hét lớn một tiếng. Bàn tay duỗi ra, một cỗ tiên lực tinh thuần dọc theo cánh tay, lan vào trong cơ thể Trương Huyền. Xung kích tiên quân giống như xung kích cổ thánh, lần đầu tiên xung kích không thành công, lần thứ hai độ khó sẽ tăng thêm, kèm theo số lần càng nhiều, khó khăn càng lúc càng lớn. Vị trước mắt này, liên tục xung kích mấy lần cũng không có đột phá, một khi các lực lượng ổn định xuống, còn muốn thành công, liền gần như không có khả năng. Cho nên coi như tập hợp lực lượng mọi người, cũng phải để hắn thuận lợi đột phá. Đám người đại trưởng lão cũng vội vàng vây quanh. Xì xì xì. Chân khí của bọn hắn vừa tiến vào trong cơ thể đối phương, lập tức bị sóng biển thôn phệ, bao phủ cùng một chỗ, hội tụ thành hồng lưu càng lớn. Đa tạ. Không nghĩ tới đám người không tiếc tiêu hao tu vi bản thân cũng muốn giúp mình xung kích tiên quân, Trương Huyền siết chặt nắm đấm, khống chế hồng lưu, xung kích đại môn trước mắt. Kéo kẹt, kéo kẹt. Lần nữa phát ra âm thanh, có mấy đại cao thủ trợ giúp, bình cảnh tiên quân dần dần dao động. Bất quá lực lượng trong cơ thể quá mức trộn lẫn, thân thể như đồ sứ, dần dần có chút không chịu nổi, bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung. Lại liên tục sử dụng mấy bình nước tắm, tiếp tục xung kích. Không biết nhiều bao lâu, đầu tựa như nổ tung, một cỗ lực lượng cường đại từ mi tâm không ngừng truyền vào trong cơ thể, khí tức của Trương Huyền trong nháy mắt bạo tăng. Đại môn tiên quân, mở. Mượn phá trướng đan, tiên quân tinh huyết, tiên nguyên đan tuyệt phẩm. Lại thêm đám người Khôi Hiểu trợ giúp, rốt cục triệt để mở ra. Cô 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 cục cục. Tiên lực trong cơ thể, trong nháy mắt tựa như sôi trào, nước biến thành hơi nước, phát sinh bay vọt về chất. Càng thêm tinh thuần, càng thêm cường đại. Thân thể trọng thương, bị tiên lực tinh thuần tẩm bổ khôi phục nhanh chóng, linh hồn cùng thân thể cũng cấp tốc tăng cường. Tiên lực thật tinh thuần. Cỗ lực lượng này chạy ở trong người, Trương Huyền cảm giác toàn thân đều là tinh lực. Không hổ là cảnh giới khó đột phá nhất thượng thương, quả nhiên không tầm thường, so với chân tiên cảnh mạnh mẽ không biết gấp bao nhiêu lần. Không có tiên nguyên đan tuyệt phẩm, đành phải tiếp tục thôn phệ tinh huyết tiên quân cảnh, liên tục mười mấy bình, lúc này lực lượng trong cơ thể mới vững chắc xuống. Tuy đột phá tiên quân, đạt đến tiên quân sơ kỳ, nhưng không có thiên đạo công pháp đối ứng. Đằng sau lại không cách nào tu luyện. Bất quá dù vậy, sức chiến đấu cũng rất mạnh. Nếu như cường giả tiên quân đỉnh phong trước đó ở Bích Viễn Thành đánh lén hắn xuất hiện lần nữa, cho dù không mượn lực lượng của tiểu hoàng kê, chỉ dùng cái gáo cũng có thể đập chết. Sau khi tiểu hoàng kê phá xác, cái gáo liền vô dụng, tuy nhìn không ra cấp bậc đến cùng cao bao nhiêu, nhưng có thể đập chết cường giả tiên quân đỉnh phong, chắc chắn sẽ không thua đồng thường kiếm. May mắn thành công. Tu vi vừa mới củng cố, liền nghe âm thanh Khôi Hiểu tông chủ khẩn trương vang lên. Ngẩng đầu nhìn lại, ngay sau đó nhìn thấy mấy lão giả trợ giúp hắn khuôn mặt trắng bệch, lực lượng trong cơ thể sắp tiêu hao hầu như không còn. Đa tạ Khôi tông chủ và chư vị trưởng lão. Trương Huyền vội vàng khom người. Nếu không phải bọn họ hào hiệp giúp đỡ, dùng chân khí giúp mình phá tan huyền quan, khả năng hiện tại vẫn như cũ chỉ là chân tiên cảnh đỉnh phong, cách tiên quân còn không biết bao xa. Đưa cho mỗi người một bình ngọc nước tắm. Nhanh ăn vào, đối với các ngươi hẳn là có trợ giúp. Tất cả mọi người là lực lượng hao tổn quá lớn, nhưng nước tắm của tiểu hoàng kê vô cùng thần kỳ, ngay cả thất tinh tiên thảo cũng có thể trợ giúp, đối với bọn hắn hẳn cũng sẽ có tác dụng. Đám người cũng không từ chối, há miệng uống vào, sắc mặt tái nhợt quả nhiên rất nhanh khôi phục. Cho dù cực kỳ suy yếu, cấp tốc tiêu hao tiên lực mang tới ám thương cũng tốt đẹp như lúc ban đầu. Thuốc này hiệu quả đã vượt qua bọn họ nhận thức. Đây là thuốc chữa thương đặc biệt ta chế biến. Xuất hiện nguy hiểm, bị thương cũng có thể dùng. Trương Huyền lại lấy ra mấy bình, mỗi người cho một bình. Đám người vì giúp hắn, không tiếc tiêu hao chân lực bản thân, hắn tự nhiên cũng không keo kiệt. Đột phá thành công, Trương Huyền tiếp tục ngồi xuống củng cố tu vi, đám người cũng nuốt đủ loại dược vật khôi phục tiêu hao trước đó. 3 ngày sau, lực lượng của tất cả mọi người triệt để khôi phục. Trương Huyền cũng triệt để củng cố tu vi tiên quân sơ kỳ, sức chiến đấu đại tăng. Đột phá tiên quân, không có thiên kiếp ư. Thấy mọi người khôi phục, Trương Huyền có chút không hiểu nhìn qua. Danh sư đại lục, tu vi đột phá đến thánh vực bát trọng liền sẽ dẫn tới lôi đình, làm sao nơi này, đột phá tiên quân cũng không có xuất hiện. Di khí đại lục, là địa phương thần linh vứt bỏ, mặc dù đã không còn thần linh chân chính,
nhưng vẫn cực kỳ cường đại, tiên quân còn không cách nào chạm đến thiên địa quy tắc, dẫn tới thiên địa đố kỵ, từ đó giáng xuống trừng phạt. Trừ khi là muốn xung kích thần linh chân chính. Khôi Hiểu tông chủ nói. Thần linh chân chính. Nếu chúng ta bị lưu đày, tự nhiên không có tư cách trở thành chân thần. Một khi muốn đột phá, tất nhiên sẽ dẫn tới thần điện phản phệ, cùng với thiên địa kiêng kỵ, giáng lâm vô số hạo kiếp, lôi đình chỉ là đơn giản nhất, còn có thiên hỏa, thiên uy. Không ít nhân vật kinh tài tuyệt diễm muốn xung kích, cuối cùng đều lấy ngã xuống kết thúc. Khôi Hiểu tông chủ cười khổ lắc đầu. Cho nên toàn bộ di khí đại lục, mạnh nhất chỉ có ngụy thần. Ngụy thần cũng chính là bán thần, khoảng cách chân thần. Kém không biết bao xa. Hơn nữa cho dù là ngụy thần, cũng cần thần điện trợ giúp mới có thể hoàn thành, chỉ bằng vào thiên phú cá nhân, căn bản không làm được. Hết chương 3677. Chương 3678. Ngụy thần cảnh bí ẩn. Thần điện trợ giúp. Trương Huyền không hiểu. Muốn trở thành thần linh, cần thần linh công nhận. Đây cũng là nguyên nhân 6 đại tông môn đều muốn tiến vào thần điện cướp đoạt chữ thần. Có chữ, dù chỉ có nửa chữ, cũng có vốn liếng tấn cấp ngụy thần. Khôi Hiểu tông chủ giải thích nói. Trương Huyền hiểu được. Khó trách 6 đại tông môn đều muốn cướp đoạt chữ thần, vốn cho rằng chỉ là vì êm tai, hiện tại xem ra là vì trở nên càng thêm cường đại. Cũng coi như hiểu, vì sao vị trí tông chủ vạn thú môn, trưởng lão Lăng Vân kiếm các cùng thất tinh lâu tới dễ dàng như vậy. Chỉ sợ tất cả mọi người gửi hy vọng ở trên người hắn, muốn hắn đi cướp đoạt chữ thần, một khi thành công, tiên quân đỉnh phong trong tông môn không cách nào đột phá, cũng có thể đột phá, bất luận tuổi thọ hay tu vi, đều sẽ gia tăng thật lớn. Nếu như hắn không thành công, đối phương nhất định cũng không cách nào hoàn thành. Lăng Vân kiếm các, chỉ lấy được nửa chữ, không cách nào đặt tên tông môn, chỉ có thể làm ra một kiếm thần đường. Trương Huyền nhịn không được hỏi. Nửa chữ, cũng có thể để cho người ta đột phá tiên quân. Có thể, có điều trình độ khó khăn lớn hơn rất nhiều. Toàn bộ đại lục, cũng chỉ có thông thần điện đạt được một chữ, mới có thể chân chính sinh ra ngụy thần, cho nên 6 đại tông môn, cũng không dám phản bác, lấy nó đứng đầu. Khôi Hiểu tông chủ nói. Trương Huyền giật mình. 6 đại tông môn đều có phạm vi, đều bá chủ ở trong phạm vi, những tông môn khác không thể nhúng tay, nhưng thông thần điện lại trải rộng cả thượng thương, nguyên lai một chữ thần đáng sợ như vậy. Không có chữ, liền không cách nào đột phá, nhưng ta quan sát, tu vi của tông chủ có vẻ như sớm đã đạt đến ngụy thần cảnh. Trương Huyền không hiểu. Tông chủ của 6 đại tông môn, hắn gặp qua 3 cái, đều là cường giả ngụy thần cảnh. Nếu không có chữ không cách nào đột phá, bọn họ lại làm sao đi đến loại cảnh giới này? Vậy thì dính dáng tới nguyên nhân chúng ta muốn tìm ngươi. Khôi Hiểu tông chủ mỉm cười. Tìm ta. Mỗi hơn 100 năm, thần điện đều sẽ xuất hiện một thông thiên kiều, người di khí đại lục thông qua cầu này, có thể đi vào thần điện, từ đó có cơ hội cướp đoạt thần tự. Chiến thắng một trận, liền có liền hấp thu thần linh chi khí, đột phá ngụy thần. Ta chính là 100 năm trước, tiến vào bên trong khiêu chiến. Khôi Hiểu tông chủ nói. Trương Huyền gật đầu. Chiến thắng một trận, có cơ hội hấp thu thần linh chi khí, hơn nữa đột phá, như vậy thất bại thì sao? Người thất bại, cơ bản sẽ tử vong. Tử vong? Trương Huyền ngẩn ngơ. Cuối cùng tông chủ 6 đại tông môn, đều chiến thắng qua một trận. Tần Nguyên môn chủ là ngụy thần, Hàn Kiếm Thu là ngụy thần, vị trước mắt này cũng là ngụy thần, tông chủ 3 đại tông môn còn lại, cho dù chưa thấy qua, tu vi khẳng định cũng không thấp, chẳng lẽ bọn họ đều chiến thắng? Võ sĩ thần điện hắn tới giao thủ qua, biết cực kỳ đáng sợ. Cùng cấp bậc, có thể xưng vô địch, tuyệt không phải người bình thường có thể đối phó, coi như Hàn Kiếm Thu, vị Khôi tông chủ trước mắt này cũng không tệ, một cái chiến thắng, vận khí tốt, 6 cái đều chiến thắng qua, rất không có khả năng a. Tông chủ 6 đại tông môn, là đều chiến thắng qua một trận, nhưng không phải khiêu chiến cùng một lúc. Giống như Trục Tinh Cung Đỗ Thanh Diên, là ngàn năm trước thành tựu ngụy thần, đằng sau Trục Tinh Cung nhiều lần xung kích, tất cả đều thất bại. Ngàn năm trước, đồng tử Trương Huyền co rút lại. Ngụy thần có thể sống lâu như vậy. Tiên quân bình thường giống như hư tiên, 300 tuổi là cực hạn, Đỗ Thanh Diên lại là ngàn năm trước thành tựu ngụy thần, chẳng phải cho thấy, sống hơn 1.000 năm. Đổi lại danh sư đại lục, chính là hơn 10.000 tuổi. Quả thực đáng sợ. Ngụy thần bình thường là 500 tuổi, sống không được lâu như vậy, người Trục Tinh Cung thể chất đặc thù, cho nên mới có thể sống càng lâu, dù vậy cũng gần như tuổi thọ sắp đến cuối cùng,
không có gì bất ngờ xảy ra, sống không được mấy năm. Đồng dạng còn có Tần Nguyên môn chủ, tuổi thọ cũng sắp đến cực hạn. Khôi Hiểu tông chủ lắc đầu. Cho nên bọn họ đều hy vọng lần thông thiên kiều này, có thể lần nữa sinh ra thần linh mới, trấn áp tông môn, nếu không lịch sử của sáu đại tông môn tất nhiên sẽ sửa chữa. Trương Huyền nói không ra lời. Khó trách Tần Nguyên môn chủ quả quyết để mình làm tông chủ như vậy, nguyên lai là nguyên nhân này. Tuổi thọ gần tới, chỉ có thể ký thác vào trên người mình hy vọng có thể thông qua thông thiên kiều, thành tựu ngụy thần. Dù sao không còn ngụy thần cảnh trấn áp, địa bàn sớm muộn sẽ bị người khác cướp đoạt, thiên tài cũng sẽ bị cướp đi, dần ra, coi như những tông môn khác không ra tay đối phó, môn phái này cũng sẽ biến thành thế lực nhị lưu, từ đó biến mất ở trong dòng sông lịch sử. Trước đó Khôi tông chủ nói, cùng những tông môn khác tỉ thí, hơn nữa không có nguy hiểm, đây là ý gì? Trong lòng cảm xúc, hỏi lần nữa. Trước đó đối phương rõ ràng nói qua, để hắn tham gia chính là cùng những tông môn khác tỉ thí, mà không phải thông thiên kiều. Ngươi không phải mới vừa kỳ lạ, vì sao sáu đại tông môn đều có cường giả ngụy thần cảnh sao? Khôi Hiểu tông chủ giải thích nói. Trấn thủ thông thiên kiều, là năm võ sĩ thần điện, nếu như ngươi có thể ở trong sáu đại tông môn tỉ thí, trổ hết tài năng, trở thành thủ lĩnh của những tông môn khác, liền có cơ hội lựa chọn. Để năm người khác đối phó võ sĩ, bản thân đi vào thần điện, cũng chính là không cần chiến đấu, liền chiến thắng một trận. Từ đó có cơ hội thành tựu ngụy thần. Bản thân đi vào, không cần đấu, như vậy. Trương Huyền giật mình. Năm người khác, bọn họ cơ bản đều sẽ tử vong. Khôi Hiểu tông chủ nói. Cho nên hậu bối của sáu đại tông môn, nếu như thực lực không kém nhiều, bình thường không cần luận võ, dựa theo trình tự chọn lựa một cái là được. Nói cách khác, năm nay Lăng Vân kiếm các, sang năm chính là Vạn Thú môn, năm sau chính là Thất Tinh lâu chúng ta. Nguyên nhân chính là đều có cơ hội, mọi người mới có thể giúp đỡ nhau, cùng đối kháng thần điện. Sáu đại tông môn cũng có thể duy trì một cân bằng tiềm ẩn. Đương nhiên, nếu thực lực chênh lệch rất lớn, trình tự tự nhiên sẽ bị đánh loạn. Giống như Khổng điện chủ lúc trước, cùng với tổ sư khai phái Lăng Vân kiếm các, vượt qua những người khác quá nhiều, cho dù không cần danh ngạch, đồng dạng có thể xông qua thông thiên kiều, đi vào thần điện. Loại tình huống này, cơ hội thành tựu ngụy thần sẽ trở nên rất lớn, coi như 6 người không có khả năng đều thành công, chí ít cũng có thể thành tựu 2-3 vị. Trương Huyền lần nữa gật đầu. Người những tông môn khác nhìn thấy bản thân, kích động như vậy, trực tiếp ban tặng thân phận trưởng lão, đủ loại tài nguyên không keo kiệt, hiển nhiên đều là muốn cho bản thân thay bọn họ tranh đoạt danh ngạch, thành tựu ngụy thần. Bảo vệ một tông trăm năm an toàn. Loại cảm giác này, thật giống kiếp trước nhìn qua một quyển sách, tuyển chọn tông chủ đi hiệp khách đảo. Chỉ cần có người nguyện ý uống cháo mồng 8 tháng chạp, liền có thể làm tông chủ, căn bản không quản phẩm hạnh làm sao, có trung thành hay không. Lưu trưởng lão, đến lúc đó nhất định phải dùng hết toàn lực, chúng ta cũng sẽ toàn lực ủng hộ, giúp ngươi mau chóng đột phá tiên quân đỉnh phong. Nên nói toàn bộ nói rõ ràng, Khôi Hiểu tông chủ chờ mong nhìn qua. Thực lực tương đồng, đơn đấu đám người hắn và đại trưởng lão, mảy may mỏi mệt cũng không có, một chiêu liền có thể chiến thắng, một khi tham gia tỉ thí lần này, nghiền ép những tông môn khác thành kết cục đã định. Đến lúc đó, thành tựu ngụy thần, thậm chí còn có khả năng vì tông môn cướp tới nửa chữ, vậy thì thật ghi tên sử sách, thiên thu trăm đời. Yên tâm đi. Trương Huyền gật đầu. Nếu không phải đối phương vô tư dâng hiến lực lượng, hắn không có khả năng đột phá tu vi hiện tại, trở thành tiên quân chân chính. Phần ân tình này, đủ có thể khiến hắn toàn lực xuất thủ. Lời nói rõ, không cần nhiều nói, tiên thú phi hành toàn lực tăng tốc, không đến nửa ngày, một đại dương to lớn xuất hiện ở trong tầm mắt. Đến trục tinh hải, Khôi Hiểu tông chủ đứng dậy. Trương Huyền cũng đến trước cửa sổ. Chỉ thấy mặt nước màu xanh thẳm hiện lên ở trước mắt, từ xa nhìn lại, giống như cùng bầu trời giao hòa chung một chỗ, không phân khác biệt, mà bọn họ đang phi hành ở giữa vũ trụ cùng đại dương. Ánh nắng phản xạ gợn sóng, đủ loại cá chim bay lượn, đẹp không sao tả xiết. Đây là trục tinh hải. Trương Huyền kinh ngạc. Cảnh đẹp thế kia, ở trên đại lục nhiều cường giả như vậy, vậy mà đều không nguyện ý tới. Đúng vậy, nếu như đến buổi tối, lái thuyền dạo chơi ở trên mặt biển, liền sẽ phát hiện tinh thần tựa như rơi xuống, lái thuyền tốc độ nhanh mà nói, tùy thời có thể đuổi theo, để cho người ta có loại xúc động truy đuổi, bởi vậy mới gọi trục tinh hải. Khôi Hiểu tông chủ gật đầu. Có điều địa phương càng mỹ lệ càng là nguy hiểm, chúng ta ngồi cái này, mang theo tiêu chí Thất Tinh lâu,
lại thêm nhiều tiên thú tiên quân cấp lôi kéo, không có tiên thú, giặc cướp đánh lén, đổi lại người bình thường sẽ không được, khả năng mới đi vào trục tinh hải, liền sẽ gặp được vô số nguy hiểm, sống cũng sống không nổi, ai còn quan tâm cảnh đẹp. Cái này, Trương Huyền nói không ra lời. Trong hải dương, nguy cơ trùng trùng, ban đầu ở danh sư đại lục liền biết. Phía dưới mặt biển thoạt nhìn yên tĩnh, trên thực tế trong đó ẩn chứa không biết bao nhiêu tiên thú mạnh mẽ, tùy tiện đi vào phạm vi của bọn chúng, quả thực cực kỳ nguy hiểm. Trục tinh cung ở nơi nào? Nhìn một vòng, thấy tiên thú càng bay đi càng xa, dần dần đi vào chỗ sâu trong đại dương, Trương Huyền hỏi. Ở trong hải dương, có một nơi tên Trục Tinh Đảo, Trục Tinh Cung cùng thổ dân của Di Khí Đại Lục đều ở chỗ này. Khôi Hiểu Tông Chủ giải thích. Tiên thú tiếp tục phi hành, đi vào không đến 1.000 cây số, Trương Huyền quả nhiên thấy được không ít tiên thú tiên quân cảnh dạo chơi ở trong hải dương, nhìn bên này rục rà rục dịch, bất cứ lúc nào cũng sẽ công kích. Nếu không phải Khôi Hiểu Tông Chủ thỉnh thoảng tỏa ra lực lượng ngụy thần cảnh tiến hành trấn nhiếp, chỉ sợ sớm đã có tiên thú xông tới. Khó trách không ai dám tới gần, còn không có nhìn thấy người Trục Tinh Cung, chỉ những tiên thú này liền có thể để vô số người lùi bước. Lại nửa ngày sau, quả nhiên thấy một hòn đảo cực lớn xuất hiện ở trong tầm mắt. Đường kính chừng mấy ngàn cây số, phía trên đứng sừng sững một thành trì cực lớn, không biết bao nhiêu người sinh sống trong đó. Từ xa nhìn lại, trên hòn đảo có một cỗ lực lượng đặc thù lan tràn ra, tựa như tạo thành một từ trường, cho người ta một loại cảm giác người lạ chớ quấy dày. Loại khí tức này có chút quen thuộc. Liếc mắt nhìn, Trương Huyền nhịn không được sửng sốt. Loại từ trường đặc thù này, trước hắn ở nơi nào nhìn thấy qua, hết sức quen thuộc. Minh Lý Chi Nhãn nhúc nhích, tập trung tinh thần. Ầm ầm. Đồng tử Trương Huyền đột nhiên co rút lại, thân thể siết chặt. Đây là khí tức dị linh tộc. Hết chương 3678. Chương 3679. Tiên thú ngụy thần cảnh. Trên hòn đảo to lớn, bay lên, để hắn cảm thấy lực lượng quen thuộc, không phải cái khác, chính là sát lục chi khí đặc thù của dị linh tộc. Sở dĩ không có thoáng cái phát giác, là bởi vì cỗ khí tức này cùng linh khí thủy ngân của thượng thương dung hợp lại cùng nhau, trở nên không nóng nảy như trước đó, ngược lại cho người một loại cảm giác ấm áp. Có sát lục chi khí, liền có dị linh tộc, chẳng lẽ? Thổ dân trong miệng Khôi Hiểu Tông chủ nói tới, thật ra là bọn họ. Lời như vậy, cũng có thể giải thích dị linh tộc từ đâu tới. Khẳng định là thông qua khe hở thời không đặc thù nào đó đi vào danh sư đại lục, lúc này mới khuấy động phong vân, để nhân tộc gặp tai họa to lớn. Nghĩ đến cái này vội vàng nhìn lại nội thành, thân ảnh bên trong lập tức xuất hiện ở trong tầm mắt. Bất quá sau khi xem xong, Trương Huyền không khỏi kinh ngạc. Thân ảnh bên trong, tất cả đều giống như người bình thường, cũng không có bất kỳ chỗ đặc biệt gì, cũng không tồn tại tình huống sát lục nóng này. Chẳng lẽ, bản thân cảm ứng sai? Dị linh tộc ở danh sư đại lục, hấp thu linh khí thủy ngân sẽ trở nên giống như thường nhân, lại không còn nóng nảy giống như trước đó, bọn họ hẳn chính là loại tình huống này. Một cái ý nghĩ toát ra. Lúc trước đám người Nhan Thanh Cổ Thánh làm qua thí nghiệm, dị linh tộc hấp thu linh khí thủy ngân sẽ trở nên giống như thường nhân, không có nóng nảy trước đó, đoán chừng người nơi này cũng như vậy. Trục tinh cung ngay ở giữa hòn đảo này. Nếu như chúng ta đi qua như vậy mà nói, rất dễ dàng dẫn tới mâu thuẫn, trực tiếp đi xuống đi. Không biết ý nghĩ của hắn, Khôi Hiểu Tông chủ dặn dò một tiếng. Tiên thú phi hành mang theo xe ngựa lập tức chạy như bay, rất nhanh rơi vào trên một bình đài. Vừa hạ xuống, mấy hộ vệ mặc thiết giáp liền đi lên. Hồng Vũ trưởng lão đi lên phía trước, đưa tới một lệnh bài, đối phương liếc mắt nhìn, tránh ra con đường. Ánh mắt lóe lên. Trương Huyền cẩn thận nhìn lại hai hộ vệ trước mắt. Quả nhiên giống như hắn đoán, là dị linh tộc hấp thu linh khí thủy ngân, hơn nữa ăn mặc giống sứ giả thượng thương lúc trước hạ giới như đúc. Dị linh tộc tế tự, sứ giả thượng thương hạ giới, có thể chính là bọn họ hay không? Nói như vậy, vị nữ tử mang thần dung hoàng đi, biết tin tức của Lạc Nhược Hy kia, có thể chính là cường giả của Trục Tinh Cung hay không? Xem ra phải tìm người hỏi thăm một chút. Thất tinh lâu chúng ta ở đây có phân bộ, Lưu trưởng lão, ta mang ngươi tới, sau đó tìm kiếm thoáng cái, đồ vật có thể giúp ngươi đột phá đến tiên quân đỉnh phong, tranh thủ để ngươi mau chóng đột phá. Khôi Hiểu Tông chủ nói. Trương Huyền gật đầu. Đoàn người rời khỏi tiên thú phi hành, dọc theo đường phố đi về phía trước. Thành thị rất lớn, còn hùng vĩ hơn Bích Viễn Thành, nếu như nói hộ vệ trước đó không dám 100% xác định,
đi ở trên đường phố, hầu như có thể chân chính xác nhận. Sinh mệnh nơi này, quả thực là dị linh tộc hấp thu linh khí thủy ngân thuế biến. Bất quá khí tức nóng này trong cơ thể vẫn tồn tại như cũ, nguyên nhân chính là như vậy, mới bài xích người từ ngoài đến, cùng những tông môn khác chung đụng không nhiều. Chúng ta đều thuộc về người từ ngoài đến, chỉ cùng bọn hắn mua sắm, bán ra đồ vật, nhưng không cách nào giao lưu quá nhiều. Cũng không được nghĩ đến giao lưu quá nhiều, nếu không chết cũng không biết chết như thế nào. Thấy hắn một mực quan sát bốn phía, Khôi Hiểu tông chủ truyền âm tới. Trương Huyền lòng có cảm xúc. Hắn cùng dị linh tộc tiếp xúc rất nhiều, danh sư đại lục cũng nhìn qua vô số thư tịch, biết tính tình của bọn hắn. Chính là chủng tộc hiếu chiến, làm không cẩn thận sẽ cãi vã, thậm chí ra tay đánh nhau. Đối phương nói không sai, có thể không tiếp xúc, tận lực bớt tiếp xúc, nếu không bị giết cũng rất bình thường. Ở danh sư đại lục, hắn là tồn tại vô địch, nhưng ở nơi này, vượt qua hắn không biết bao nhiêu, vẫn cẩn thận cho thỏa đáng. Đi hơn một canh giờ, một thất tinh lâu xuất hiện ở phía trước, giống như tổng bộ trước đó thấy qua, cũng bán đủ loại bảo vật, nhưng chủng loại rõ ràng không bằng cái trước. Tiến vào bên trong, có người tới nghênh đón, an bài chỗ ở tốt nhất. Lưu trưởng lão, người trước tiên ở nơi này đợi, ta đi chuẩn bị đồ vật giúp ngươi tấn thăng. Khôi Hiểu tông chủ nói. Tiên quân sơ kỳ cùng tiên quân đỉnh phong, mặc dù là cùng một cấp bậc, nhưng đột phá cũng không dễ dàng như vậy, không biết Khôi tông chủ chuẩn bị cái gì. Nghe giọng nói của ngươi, có thể để cho ta cấp tốc đột phá. Trương Huyền tò mò. Tiên quân sơ kỳ cùng đỉnh phong, thoạt nhìn chênh lệch ba tiểu cấp bậc, đột phá không khó, nhưng trên thực tế lại hết sức phức tạp. Chân tiên giống như hồ nước, tiên quân chính là đại dương, để cái trước lấp đầy nước, không tính quá khó, lấp đầy cái sau. Chỉ sợ phải hao phí cực lớn. Hơn nữa hiện tại hắn thiếu hụt không chỉ là đồ vật, còn có công pháp. Đại dương lại lớn, các sông lớn không ngừng ra trì, sớm muộn cũng có thể lấp đầy, nhưng hắn ngay cả dòng suối cũng không có, chỉ dựa vào nước mưa. Muốn năm nào tháng nào. Loại tình huống này, đối phương nói có thể trợ giúp bản thân tấn thăng, thật có chút hiếu kỳ, đến cùng là vật gì. Trục tinh hải, nghe nói xuất hiện qua tiên thú ngụy thần cảnh, chỉ cần nắm lấy nó, tước đoạt huyết dịch cùng tinh hạch trong đó, để ngươi đột phá đến tiên quân đỉnh phong, không khó lắm. Khôi Hiểu tông chủ nói. Tiên thú ngụy thần cảnh. Trương Huyền cau mày. Ngươi không phải nói, muốn thành ngụy thần, nhất định phải thông qua thần điện sao? Đối phương trước đó còn nói, muốn trở thành ngụy thần, nhất định phải đi vào thông thiên kiều, sau đó tiến vào thông thần điện mới có cơ hội, làm sao xuất hiện loại tiên thú cảnh giới này. Bọn chúng cũng không có cơ hội đi vào thông thiên kiều A. Tình huống bình thường là như thế, bất quá hơn 2 tháng trước, không gian trên hải vực của trục tinh hải sụp đổ, dường như có đồ vật gì đó rơi lả xuống, tảng đá tiếp xúc trở nên đỏ tươi không gì sánh được, lửa đốt đao chém cũng không thể tổn thương mảy may. Tiên thú tiên quân đỉnh phong tiếp xúc, lại có cơ hội đột phá, trở thành ngụy thần. Nhìn quanh hai bên một vòng, Khôi Hiểu tông chủ truyền âm tới. Tảng đá trở nên đỏ tươi, chẳng lẽ là thần huyết thạch? Đồng tử Trương Huyền co rụt lại, toàn thân siết chặt. Tới trục tinh hải, một mục đích khác đúng là hỏi thăm lai lịch thứ này, không nghĩ tới Khôi Hiểu tông chủ biết. Chỉ là tảng đá bình thường biến thành thần huyết thạch, không đủ để chứng minh cái gì. Nhưng ngay cả tiên thú cũng có thể đột phá, nói không khiến người ta kỳ lạ đó chính là giả. Ngươi biết thần huyết thạch? Khôi Hiểu tông chủ nhìn qua. Nghe nói qua. Trương Huyền gật đầu. Ta cũng là ở trong thư tịch thượng cổ thấy qua ghi chép, những tảng đá kia, có thể là thần huyết thạch, tảng đá không trọng yếu, nếu như có thể nắm lấy những tiên thú ngụy thần cảnh kia, hơn nữa săn giết, huyết dịch cùng tinh hạch trong cơ thể. Cho dù không thể đột phá ngụy thần, nhưng để cường giả tiên quân tấn thăng tu vi không khó lắm. Khôi Hiểu tông chủ nói. Thân là tông chủ thất tinh lâu, biết rất nhiều hiệu quả của đủ loại bảo vật. Vị trước mắt này, cho dù không có công pháp tu luyện thích hợp, chỉ cần có thể tìm được huyết dịch cùng tinh hạch, hỗ trợ đột phá đến tiên quân đỉnh phong, cũng có thể làm được. Chỉ là, đối phương cùng mình tu vi tương đồng, không nói trước độ khó chém giết, đối phương thật muốn trốn. Cho dù là hắn cũng khẳng định không cách nào truy sát. Cho nên chỉ là một loại hy vọng, không dám 100% bảo đảm. Không biết, vùng biển đó ở đâu? Trương Huyền nhìn không được nhìn qua. Dính dáng đến Lạc Nhược Hy, hắn có chút kìm nén không được. Vị trí cụ thể ta cũng không rõ lắm, bất quá từng có một tiên thú ngụy thần cảnh, ở hải vực cách đó không xa xuất hiện qua.
muốn biết chỗ kia, chỉ có thể nắm lấy đối phương, tỉ mỉ tra hỏi. Ta bây giờ muốn ra ngoài dò xét một phen, nghiên cứu một chút thực lực của nó, nếu như yếu, có cơ hội nắm lấy, tự nhiên tốt nhất. Khôi Hiểu Tông chủ nói. Đều là ngụy thần cảnh, thực lực khẳng định cũng có cao có thấp. Giống như hắn, khẳng định không phải đối thủ của Hàn Kiếm Thu, nhưng ngụy thần cảnh phổ thông muốn thắng hắn, cũng không dễ dàng như vậy. Đối phương mới tấn cấp đến ngụy thần cảnh hơn 2 tháng, xem như tiên thú, chỉ cần không phải loại huyết mạch nghịch thiên, hắn có tự tin bắt. Ta muốn cùng đi với ngươi nhìn một chút. Trương Huyền nói. Ngươi! Khôi Hiểu Tông chủ nhíu mày. Tông chủ yên tâm, cho dù ta chỉ là tiên quân sơ kỳ, nhưng năng lực tự vệ vẫn phải có, nếu như đối phương quá mạnh, chắc chắn sẽ không biến thành tồn tại kéo chân ngươi. Biết đối phương lo lắng cái gì, Trương Huyền nói. Cái này, cũng được. Dừng lại một chút, Khôi Hiểu Tông chủ gật đầu. Dù sao cũng là vì vị trước mắt này có thể đột phá đến tiên quân đỉnh phong, hắn thật muốn nhìn, mang theo đi qua liền tốt, cùng lắm thì để hắn tránh xa xa. Đi thôi. Nói xong, thân thể Khôi Hiểu Tông chủ run rẩy, tu vi đè thấp đến tiên quân đỉnh phong, thẳng tắp bay ra phía ngoài. Trương Huyền theo sát. Hiện tại hắn đột phá tiên quân, cho dù không sử dụng thần chi kiếm ý, cũng có thể lơ lửng giữa trời phi hành, không cần lo lắng bại lộ thực lực. Hai người một trước một sau, sau hai canh giờ đi vào một hải vực vô biên. Lúc này trời đã triệt để tối, quả nhiên giống như đối phương nói, tinh đấu đầy trời chiếu rọi ở trong hải dương, tựa như rơi xuống, phi hành trên biển, dường như đưa tay liền có thể lấy được, để cho người ta kìm lòng không được sẽ lao xuống. Tông chủ. Tại nguyên chỗ ngừng một hồi, một con thuyền chậm rãi bồng bềnh tới. Phía trên đứng một lão giả, toàn thân bao phủ ở dưới thanh bào. Trương Huyền nhìn lại, tu vi người này vậy mà không cách nào nhìn thấu. Chỉ sợ cũng ở trên hắn, đạt đến tiên quân đỉnh phong, so với đám người Hồng Vũ trưởng lão chỉ mạnh không yếu. Thế nào rồi? Khôi Hiểu Tông chủ vội vàng hỏi. Bẩm báo Tông chủ, một tháng trước ta liền để đồ vật ngươi cho vào biển sâu, quả nhiên có hiệu quả. Tiên thú ngụy thần cảnh kia trước mấy ngày đã tới, có điều lòng cảnh giác rất mạnh, một mực không dám động. Lão giả ôm quyền nói. Có thể ở trong hải dương sống sót, hơn nữa đến tiên quân đỉnh phong, mặc kệ là tiên thú gì, không có loại cảnh giác này, khẳng định đã sớm chết. Khôi Hiểu Tông chủ mỉm cười, dường như cũng không ngoài ý muốn. Tiên thú sinh tồn, so với nhân loại càng tàn khốc hơn, hiện tại đối phương là ngụy thần cảnh. Nhưng trước đó cũng phải đến tiên quân đỉnh phong mới có cơ hội. Có thể làm được điểm ấy, nhất định vô cùng cơ cảnh, nếu không trong quá trình trưởng thành, tồn tại có thể giết nó quá nhiều. Tông chủ, bên kia ta bố trí xong trận pháp, chỉ cần cẩn thận, đối phương hẳn sẽ xuất hiện, có điều không xác định lúc nào. Lão giả mỉm cười, nói tiếp. Tốt, đi qua nhìn một chút. Khôi Hiểu Tông chủ gật đầu, đi đầu rơi vào trên thuyền, Trương Huyền cũng theo sát. Hết chương 3679. Chương 3680. Phong Thiêm trưởng lão. Lưu trưởng lão, vị này là Phong Thiêm trưởng lão, Phong trưởng lão, vị này là Lưu Dương trưởng lão, Thông Thiên Kiều do hắn ra tay. Đi vào trên thuyền, Khôi Hiểu Tông chủ giới thiệu một chút. Lưu Dương trưởng lão. Nhìn về phía Trương Huyền, Phong Thiêm trưởng lão khẽ nhíu mày. Vốn cho rằng là đệ tử Tông chủ, không nghĩ tới sẽ tham gia Thông Thiên Kiều. Quyết định như vậy, cũng cho thấy vị trước mắt này là đệ nhất nhân dưới 100 tuổi trong tông môn. Chừng 20 tuổi đệ nhất nhân. Lúc nào thất tinh lâu trò đùa như vậy. Đã quyết định để ngươi tham gia Thông Thiên Kiều, nhất định nổi bật, để cho người ta khâm phục. Tại hạ vừa vặn có chút không hiểu trên việc tu luyện, không biết Lưu trưởng lão có thể giải đáp thoáng cái hay không. Tầm mắt buông xuống, hai tay ôm quyền. Khôi Hiểu Tông chủ cũng không nói chuyện. Tham gia Thông Thiên Kiều, chỉ cần không ngã xuống. Về sau sẽ là tông chủ thất tinh lâu, Phong Thiêm là lực lượng bí ẩn của tông chủ, nhất định phải hoàn toàn thần phục mới được. Cho nên đây là đối phương khảo nghiệm Lưu trưởng lão, cũng là thời cơ Lưu trưởng lão xác lập uy tín tốt nhất. Một khi nắm chắc không được, lực lượng bí mật cường đại nhất của tông chủ thất tinh lâu sẽ không khống chế được, vị trí tông chủ cũng không dễ dàng đạt được như vậy. Mời nói. Trương Huyền gật đầu. Phong Thiêm trưởng lão nói. Thuộc hạ tu luyện thất tinh trưởng. Luyện đến tầng thứ 3, liền khó mà tiếp tục, không biết Lưu trưởng lão có đề nghị gì tốt không? Thất tinh trưởng, là một trong mấy võ kỹ chấn tông của thất tinh lâu, uy lực cực lớn, không ít trưởng lão đều tu luyện. Vấn đề này có chút quá sơ lược. Trương Huyền vẫn chưa trả lời, Khôi
Khôi Hiểu tông chủ nhìn không được mở miệng. Muốn thuộc hạ thần phục, khảo hạch thoáng cái không gì đáng trách, nhưng ít nhất cũng phải nói rõ vấn đề a. Tu luyện thất tinh trưởng, chỉ tới tầng thứ 3, liền không cách nào tiếp tục, nguyên nhân ít nhất có mấy trăm loại, bản thân tình huống gì cũng không nói, để cho người ta trả lời như thế nào. Cho dù là bản thân cũng không hiểu ra sao. Không sao cả. Trương Huyền cắt đứt Khôi Hiểu tông chủ nói, mỉm cười. Không nhìn lầm, Phong Thiêm trưởng lão ở 81 năm trước, nội tức từng bị tổn thương, gần như tử vong. Vâng. Phong Thiêm trưởng lão gật đầu, liếc mắt nhìn Khôi Hiểu tông chủ. 81 năm trước, hắn bị kẻ thù vây công, suýt chút nữa tử vong, là vị trước mắt này cứu hắn, mới hoàn toàn hiệu chung, cam nguyện ẩn cư ở phía sau màn, vì đối phương chịu tất cả gian nan khổ cực. Chuyện này vốn là cơ mật, không nghĩ tới Khôi tông chủ nói cho đối phương biết. Ta, không có nói. Biết ý tứ trong ánh mắt của hắn, Khôi Hiểu tông chủ vội vàng xua tay. Trước khi đến, vị này ngay cả ngươi là ai cũng không biết. Tại sao lại biết 81 năm trước ngươi trọng thương, ta cũng rất mê hoặc a hát. Đang muốn giải thích cặn kẽ, một bên Trương Huyền liền ngắt lời hắn. Không cần người khác nói, nhìn liền có thể nhìn ra, lúc ấy hao tốn không ít bảo vật. Cho dù thực lực cùng tu vi của ngươi đều đã khôi phục, trên thực tế lại chôn giấu tai họa ngầm cực lớn. Nếu như không nhìn lầm, tiên lực ngươi chạy thật chậm, lúc qua Giang Dũng huyệt, sẽ cảm thấy toàn thân tê liệt, mà thất tinh trưởng, huyệt đạo này rất là trọng yếu, thân thể tê liệt, kinh mạch tắc nghẽn, tự nhiên không cách nào luyện thành tầng thứ tư. Cái này, Phong Thiêm trưởng lão sững sờ. Đối phương nói những cái này là thuộc về cơ mật của hắn, ngay cả Khôi tông chủ cũng không có nói qua. Đối phương vậy mà mở miệng nói ra. Thật chẳng lẽ có thể nhìn ra? Không chỉ như vậy, cánh tay trái của ngươi, mấy năm gần đây cũng không dễ dùng a, có phải thường xuất hiện cứng nhắc, không nghe bản thân khống chế hay không? Trương Huyền tiếp tục nói. Thần sắc Phong Thiêm trưởng lão cứng lại. Đối phương vẫn như cũ nói đúng. Hai năm này tay trái của hắn chẳng biết tại sao, thường xuyên không tự chủ run rẩy, trở nên cứng nhắc không gì sánh được, không biết dùng bao nhiêu thủ đoạn. Nhưng một chút hiệu quả cũng không có, thậm chí tìm không ít danh y cũng vô dụng, đối phương làm sao biết được. Công pháp người tu luyện là Bích Ba Công, chính là tiền bối quan sát sóng biển sáng tạo thành, sau khi nội tức bị tổn thương, người cảm thấy bộ công pháp này uy lực không đủ, lại thêm chân khí trong cơ thể tiêu hao hầu như không còn, cưỡng ép sửa chữa pháp quyết, chuyển thành hiện tại tu luyện Liệt Dương Quyết. Uy lực là tăng cường, nhưng từ khi bắt đầu tu luyện, kinh mạch liền bị sóng biếc tẩm bổ, đột nhiên đổi thành Liệt Dương. Như đất đai phì nhiêu bị mặt trời chói chang thiêu đốt, hơn nữa không cách nào cấp nước. Ngươi cảm thấy sẽ xuất hiện loại tình huống nào? Trương Huyền mỉm cười. Cái này, đồng tử của Phong Thiêm trưởng lão co rụt lại. Sẽ dẫn đến đất đai khô nứt, phì nhiêu biến mất. Phì nhiêu biến mất là đơn giản nhất, thời gian lâu dài, sẽ biến thành tử địa, không có một ngọn cỏ. Trương Huyền gật đầu. Không có một ngọn cỏ, sẽ không nghiêm trọng như thế chứ? Khôi Hiểu tông chủ cau mày. Đối phương thay đổi công pháp, hắn là biết, lúc trước Phong trưởng lão lòng như cho nguội, chỉ cần có thể báo thù, cái gì cũng nguyện ý làm. Cho nên hắn mới mạo hiểm ban cho Liệt Dương Quyết, trong quá trình tu luyện xuất hiện qua không đúng, nhưng sau khi hắn đến Ngụy Thần, đặc biệt điều dưỡng qua cho đối phương, cũng hao tốn không biết bao nhiêu bảo vật, vốn cho rằng tất cả đều giải quyết, không nghĩ tới còn có tai họa ngầm tồn tại. Thân thể luôn có hạn độ có thể tiếp nhận. Trương Huyền chắp hai tay sau lưng. Nội tức của hắn toàn bộ bị phá hủy, bản thân bị thương tích, loại tình huống này, không cố gắng ôn dưỡng, để thực lực phục hồi từ từ, lại cứng rắn sửa pháp quyết tu luyện, không có bị mất mạng tại chỗ đã chứng minh vận khí tốt lắm rồi. Nói thật cho ngươi biết a, cánh tay cứng nhắc, chỉ là triệu chứng vừa bắt đầu, trong vòng 2 năm, hai chân của ngươi cũng sẽ cứng nhắc, xương cột sống biến hình, đi bộ cũng khó khăn, không nhanh chóng nghĩ biện pháp giải quyết. Trong vòng 5 năm, kinh mạch toàn thân sẽ không chịu nổi lực lượng, toàn bộ rách nát. Một thân huyền công hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ngươi, nói là thật. Phong Thiêm trưởng lão nhíu mày. Tuy cánh tay trái của hắn xuất hiện cứng nhắc, nhưng không tin tưởng đối phương nói là sự thật. Nghe quá mức rợn cả người. Trong vòng 5 năm tu vi hủy hết, vì sao bản thân một chút cảm giác cũng không có. Không tin, ta có thể cho ngươi thử một chút. Trương Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng. Chập ngón tay làm kiếm, đột nhiên đâm tới. Hắn chỉ là dùng chiêu số phổ thông, không có kiếm khí, cũng không có tiên lực, chỉ nhẹ nhàng điểm một cái, rơi vào bả vai của Phong Thiêm trưởng lão, người sau liền cảm thấy toàn thân cứng ngắc, thật giống như bị định trụ,
trên đầu toát ra mồ hôi lạnh, nhịn không được lui về phía sau một bước, muốn né tránh, chỉ thấy tay của đối phương theo sát đến, hướng về một chỗ khác trên ngực. Vừa định động đậy, khí tức trong cơ thể tựa như bị kiềm chế, kinh mạch đau đớn như tê liệt. Phốc, phun ra một ngụm máu tươi, vẻ mặt có chút uể oải. Hiện tại cảm giác như thế nào? Trương Huyền thu tay lại, thản nhiên nói. Ta, cảm thấy kinh mạch toàn thân bất cứ lúc nào cũng sẽ rách nát. Phong Thiêm Trưởng hít thở mấy ngụm, lần nữa nhìn về phía thanh niên trước mắt, ánh mắt lộ ra khâm phục nồng đậm. Còn xin Lưu trưởng lão chỉ điểm sai lầm, giúp ta giải quyết tai họa ngầm, nếu như thành công, ta cam tâm tình nguyện phụng ngươi làm tông chủ, lại không hài lòng. Chỉ nhìn một cái, liền nhìn ra trong cơ thể hắn nhiều vấn đề như vậy, hơn nữa tìm được nguyên nhân, bất luận thực lực hay nhãn lực đều đáng kính nể. Rất đơn giản, người tu luyện bích ba công lại từ đầu. Trương Huyền cười nói, tu luyện từ đầu, cái này, làm sao có thể? Lần này không chỉ Phong Thiêm trưởng lão không hiểu, Khôi Hiểu tông chủ cũng sửng sốt. Hắn hiện tại tu luyện Liệt Dương Quyết, lại tu luyện bích ba công, rất dễ dàng dẫn tới hai loại công pháp xung đột, hơi không cẩn thận, đừng nói trị liệu thương thế, rất có thể tại chỗ tẩu hỏa nhập ma, trực tiếp tử vong. Dĩ nhiên không phải tu luyện bích ba công trước kia, mà là loại ta sửa chữa. Cổ tay Trương Huyền khẽ đảo, lấy ra một cái ngọc bài, ngón tay điểm một cái, một đạo ý niệm tiến vào bên trong, ghi chép một bộ pháp quyết hoàn chỉnh. Phong Thiêm trưởng lão nhận lấy, liếc mắt nhìn, tiên lực trong cơ thể kìm lòng không được dựa theo vận chuyển, một lát sau, phun ra ba ngụm máu đen, cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm, không còn ràng buộc như trước đó, cánh tay cũng không cứng ngắc. Cái này, nắm đấm siết chặt, lần nữa nhìn qua, đã không phải bội phục, mà là kinh hoàng cùng tôn sùng. Tu vi tới trình độ như hắn, biết rất rõ ràng thân thể của mình, đối phương ban cho công pháp, chỉ tu luyện một hồi, liền có loại hiệu quả này, thật muốn tuân thủ nghiêm chỉnh mà nói, tai họa ngầm trong cơ thể có thể bảo đảm toàn bộ giải trừ. Tai họa ngầm quấy nhiễu hắn hơn 80 năm, hao tốn tông môn không biết bao nhiêu bảo vật cũng không có giải quyết, đối phương chỉ nhìn một cái, cho bộ pháp quyết liền triệt để loại bỏ. Phần năng lực này quả thực nghe rợn cả người. Không chỉ hắn như vậy, Khôi Hiểu tông chủ cũng triệt để bối rối. Trước đó còn lo lắng đối phương còn quá trẻ, không cách nào phục chúng, không nghĩ tới vừa ra tay lợi hại như vậy. Không chỉ tu luyện võ kỹ thiên phú cao, lý giải y đạo cùng tu luyện cũng đạt tới tình trạng để cho người ta khó có thể tưởng tượng, thậm chí hắn cũng xa xa không kịp. Được rồi, nghiêm ngặt dựa theo bộ công pháp này tu luyện, trong vòng nửa năm liền có thể giải quyết toàn bộ tai họa ngầm trong cơ thể, thậm chí có thể để cho tu vi của ngươi cao hơn một tầng. Trương Huyền khoát tay áo. Đối với hắn mà nói, tiện tay mà thôi. Đối phương điều động thuyền đi lại, liền vận dụng võ kỹ, cho nên liếc mắt một cái thấy ngay tai họa ngầm tiềm ẩn, kết hợp những ngày này nhìn qua bí tịch, cho ra một phương pháp giải quyết cũng không khó. Đa tạ Lưu trưởng lão. Phong Thiêm trưởng lão khom người. Phía trước hẳn là trận pháp cùng phong ấn ngươi lưu lại a. Biết trong lòng đối phương đã khâm phục, nói tiếp cũng không có ý nghĩa gì, Trương Huyền cười nhạt một tiếng, nhìn về phía trước. Thời điểm hai người nói chuyện, thuyền đã du tẩu trên trăm cây số, một mặt nước tựa như kính xuất hiện ở phía trước. Đây là tiểu kính hải, trận pháp cùng phong ấn quả thực mai phục ở nơi này. Phong Thiêm trưởng lão gật đầu. Tiểu kính hải, dưới nước ẩn chứa dòng biển đặc thù, tôn lên toàn bộ mặt nước tựa như kính, sắp đặt ra trận pháp, phong ấn, cường giả ngụy thần cảnh cũng không phát hiện được, vị trước mắt này làm sao có thể nhìn ra. Thời điểm nghi ngờ, muốn hỏi thăm. Thanh niên trước mắt tiếp tục nói. Nhất thủy nhị ba trận, đặt ở trong hải dương, quả thực có thể vàng thau lẫn lộn, để cho người ta không phát hiện được, uy lực cũng rất mạnh, nhưng muốn vây khốn cường giả ngụy thần cảnh, còn yếu chút ít. Mấu chốt nhất là, đối phương là sinh mệnh quanh năm sinh hoạt ở trong nước, khống chế dòng nước rất mạnh, một khi trận pháp này bị đối phương phát giác, chỉ sợ không phải vây khốn, ngược lại có thể mượn uy lực sóng nước trong đó, thuận lợi chạy trốn, sẽ không cách nào đuổi kịp. Ngươi có thể nhìn ra ta bố trí trận pháp gì? Phong Thiêm trưởng lão ngẩn ngơ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 159.